Chương 44. Mộc Kỳ đại sư. Quy Tông Thành, khách điếm. Diệp Tố ngồi ở dưới lầu uống trà, có hai tu sĩ từ ngoài bước vào, ngồi xuống cái bàn ở ngay phía trước nàng. Tiểu nhị, một bầu linh tử, hai đĩa đồ nhắm rượu. Có ngay. Phù Tu ngồi đưa lưng về phía Diệp Tố gõ gõ bàn, "Gần đây huynh có nghe nói qua súng phun phù không?" Cực kỳ nổi đấy. Có một người quen của ta giành được tới tay một thanh, hắn dùng thử cho mọi người xung quanh xem, pháp khí đó quả thật dùng rất tốt, bắn được phù xa hơn so với chúng ta ném nhiều. Sau đó hắn lại hạ giọng nói, ta đã cậy nhờ quan hệ để tranh mua một thanh súng phun phù loại khác, nghe nói cũng là do Mộc Kỳ đại sư luyện chế, chỉ cần ấn nhẹ một cái là có thể phun ra một lượng lớn lá phù. Huynh có thể mua được sao? Phù Tu ngồi đưa lưng về phía Diệp Tố khiếp sợ nói ta tìm khắp các tài liệu hành nhưng không một ai nghe nói qua về súng phun phù, ngay cả toàn điển hành cũng không có. Nghe nói Mộc Kỳ đại sư say mê nghiên cứu pháp khí, vẫn luôn muốn luyện chế ra pháp khí cho tu sĩ giới Nguyên Anh kỳ có thể dùng, cho nên mới trước tiên vì phù tu nghiên cứu chế tạo ra súng phun phù. Thật sao? Trước giờ chưa từng nghe nói qua Mộc Kỳ đại sư. Mọi người đều bảo là do Mộc Kỳ đại sư vẫn luôn đắm chìm trong nghiên cứu không truy cầu những thứ hư danh đó người còn lại nói nếu không thì ngài ấy đã sớm đưa súng phun phù cho toàn điển hành rồi sau đó bán với giá cao cho các đại tông môn phù tu làm gì còn có cơ hội cho các tiểu tông môn chúng ta như hiện giờ huynh nói cũng có vài phần đạo lý tất nhiên người nọ lại nhích lại gần hơn nhỏ giọng hỏi thế nào huynh có muốn một thanh không ta nói vói bằng hữu cũng tranh cho huynh một thanh muốn Phù tu đưa lưng về phía Diệp Tố không chút do dự trả lời, có bao nhiêu thanh huynh cứ nói bằng hữu lấy hết cho ta. Không được, một người chỉ có thể đặt mua một thanh, còn không đảm bảo là có nữa kìa. Vậy ta đặt mua trước một thanh, bao nhiêu linh thạch? Ta đưa luôn. Tiền đặt cọc 5.000 trung phẩm linh thạch, chờ hắn giao súng phun phù tới thì huynh phải trả hắn thêm một vạn 5.000 trung phẩm linh thạch nữa. Diệp Tố vốn đang dõng tai nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đây liền không tự chủ được mà sặc nước trà ho khan vài tiếng, khiến cho hai gã phù tu ngồi đằng trước cũng không nhịn được mà quay lại nhìn. Nàng dơ chén trà lên che mặt, trong lòng cảm thán hoàng nhị tiền không hổ là gian thương chuyên đầu cơ trục lợi, có thể chém đẹp như vậy. Tạo ra một thanh súng phun thù chỉ tốn mấy trăm trung phẩm linh thạch, căn bản không cần bất kỳ tài liệu đặc thù nào hai vạn trung phẩm linh thạch. Này cũng quá đắt rồi. Vị phù tu đưa lưng về phía Diệp Tố quả nhiên nghe đến đây thì do dự, có chút chùn bước trước mức giá này. Đắt, phù tu ngồi đối diện lắc đầu cười nói, ta đây là có nhân mạch mới có thể đặt mua, huynh ra cửa hỏi thăm một vòng thử xem, bên ngoài có rất nhiều phù tu muốn mua mà lại không mua được. Hơn nữa mua về dùng tốt thì nói không chừng còn có thể giành được một danh ngạch tham gia tông môn đại bỉ vào tháng 3 năm sau hai vạn trung phẩm linh thạch ta còn thấy rẻ chán quả nhiên phù tu quay lưng về phía diệp tố nghe thấy danh ngạch tông môn đại bì thì ngay lập tức nói ta đặt mua một thanh diệp tố hơi hơi nghiêng đầu nhìn tên phù tu đó hắn trực tiếp đại tài khí thô lấy ra một túi linh thạch trong túi này có hơn hai vạn trung phẩm linh thạch hai vạn đưa cho bằng hữu của huynh còn dư lại cho huynh về sau nếu có pháp khí nào dành cho phù tu nhớ đừng quên ta nhất định nhất định rồi tình huống như thế này không ngừng phát sinh trong toàn bộ quy tông thành thanh danh của súng phun phù ngày một truyền xa mỗi phù tu mua được súng phun phù đều cảm thấy sử dụng nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc chính mình dùng linh lực ném phù uy lực cũng lớn hơn nữa diệp tố cũng nhận được tin hoàng nhị tiền truyền đến hy vọng thiên cơ môn lại tiếp tục luyện chế thêm một nhóm súng phun phù nữa trong khoảng thời gian này không có bí cảnh nào mở ra Mấy người Diệp Tố cơ bản không có việc gì làm, mỗi ngày ra cửa đi dạo, xuống lầu ngồi uống trà nghe một ít tin tức bát quái. Chỉ có riêng từ Trình Ngọc muốn nhập định tu luyện, hắn thuê phòng tốt nhất trong khách điếm, bên trong có đại hình tụ linh trận đủ để hắn tu luyện. Vừa vạn nhóm Diệp Tố có thời gian để làm thêm súng phun phù, đặc biệt là sau khi thấy được phù tu vung tiền điên cuồng đến mức nào thì mọi người càng có thêm động lực. Ngũ hành tông một nam tử trẻ tuổi mặt áo gấm màu xanh đậm đi từ ngoài cửa vào, trên đường không ngừng có người chào hỏi với hắn, hắn đều gật đầu đáp lời. Mấy đứa đang làm gì đó? Trình Hoài An đi qua phù tràng, thấy một đám nội môn đệ tử đang tụ tập ở một chỗ, bước qua hỏi. Nhóm nội môn đệ tử vừa nghe thấy thanh âm của hắn lập tức liền giải tán, một lần nữa bắt đầu luyện phù. Trong tay đệ đang cầm cái gì? trình hoài an đi đến bên cạnh một người trong số đó tầm mắt dừng ở đôi tay hắn đang giấu sau người hỏi trình sư huynh thật ra chúng ta đang luyện tập dùng phù người nọ từ sau lưng lấy ra hai thanh súng phun phù đây là pháp khí mới ra dành cho phù tu hắn nhanh chóng giải thích một lần vì để chứng minh bản thân không nói dối hắn còn bóp cò súng biểu diễn một lần trình hoài an nhìn đồ vật trên tay nội môn đệ tử này mấy đứa đang lợi dụng công cụ. Trình sư huynh, không phải tất cả phù tu đều có thiên phú giống huynh, tương lai có thể đi được rất xa. Nội môn đệ tử đó nhịn không được nói, loại pháp khi này có thể giúp chúng ta phát huy thực lực đến mức tận cùng, hạ thấp khả năng xảy ra sai lầm khi thi triển phù. Trình Hoài An nhìn chằm chằm vị nội môn đệ tử này thật lâu, cuối cùng nói, thân là nội môn đệ tử của Ngũ Hành Tông, không muốn tu luyện năng lực thi triển phù của bản thân thì thôi, thậm chí còn đổ lỗi cho thiên phú của bản thân không tốt, không bằng đệ từ bỏ vị trí nội môn đệ tử này, để cho ngoại môn đệ tử khác thế vào. Chúng ta dùng pháp khí thì có gì sai chứ? Vị nội môn đệ tử này chất chứa oán hận đối với Trình Hoài An đã lâu, đều là ngũ hành tông đệ tử, Trình Hoài An quá mức xuất sắc, một đường áp chế các đệ tử khác mười mấy năm. Kiếm tu, Phật tu, thậm chí thuật tu của hợp hoan tông ai mà không dùng pháp khí. Tại sao đến lượt phù tu lại không thể dùng pháp khí? Có thể dùng, nhưng để xác định đệ biết dùng sao? Trình Hoài An cầm lấy một thanh súng phun phù từ trong tay hắn, ngay tại chỗ vẽ 10 lá phù bỏ vào bên trong. Hắn giơ súng lên ngắm đội người giấy đang chạy qua chạy lại trong phù tràng, bóp cò súng, lá phù từ trong miệng súng liền bắn ra, cũng không phải bay loạn đầy trời mà là tạo thành một hình vòng cung. Hình vòng cung do các lá phù tạo thành như một nửa hình tròn, chờ đến gần người giấy thì nửa vòng tròn đó lập tức co rút lại, treo đổ hết tất cả người giấy. Tất cả nội môn đệ tử đang có mặt. Pháp khí quả thật là pháp khí tốt. Trình Hoài An ném súng phun phù trả lại cho tên nội môn đệ tử đó nhưng nếu không biết thi triển phù thì nó cũng bất quá chỉ là một công cụ giúp cho người không phải là phù tu dùng mà thôi hắn vừa đi khỏi phù chàng nháy mắt liền nổ tung trình sư huynh sao lại trở về rồi ta cho rằng huynh ấy còn ở ngoài chơi thêm một tháng nữa chơi cái gì mà chơi là đi tìm hiểu lời này vừa nói ra các đệ tử xung quanh đều không nhịn được cười Trình Hoài An là phù tu có thiên phú cao nhất mấy trăm năm qua của ngũ hành tống, vừa mới bắt đầu đã có thể dẫn khí nhập bút, họa thiên địa, kinh quỷ thần. Từ năm trước sau khi đột phá đến Nguyên Anh Sơ Kỳ thì liền thường xuyên đi ra ngoài, nói là muốn tìm hiểu đạo ý. Lại nói tiếp, vừa rồi Trình Sư Huynh dùng súng phun phù cảm giác lợi hại hơn chúng ta rất nhiều. Có người nói, súng phun phù chỉ là tạo ra để các tu sĩ khác dùng mà thôi, Phù tu thì phải học thi triển phù mới được. Trình Hoài An trở về chỗ ở của mình, ngồi trước bàn trầm tư, theo thời gian cách tông môn đại bỉ càng gần thì áp lực của hắn càng lớn. Trong các tu sĩ ở cùng cảnh giới, phù tu luôn kém hơn một chút về lực công kích, tông môn đại bỉ đã diễn ra nhiều lần như vậy nhưng chưa bao giờ có phù sư tiến vào được ba vị trí đầu tiên. Cố tình Trình Hoài An lại là người có thiên phú nhất trong thế hệ phù tu hiện tại. Ngũ hành tông đặt kỳ vọng rất lớn lên hắn, thậm chí trong quy tông thành sớm có lời đồn rằng tông môn đại bỉ lần này phù tu bọn họ rốt cuộc đã có thể xuất đầu. Trình hoài an áp lực quá lớn, khó có thể giải bày cùng ai nên tìm cớ đi ra ngoài, đổi một thân phận lang thang khắp nơi một thời gian. Hắn dỗi tay kéo qua mặt gương trên bàn, nghiêng đầu nhìn một bên lỗ tai của mình, lần trước bị người phát hiện ra hắn giả trang lão nhân, cũng may đối phương không đuổi theo làm cho ra lẽ cũng không biết hắn là ai. mươi 45 Mặc Ngọc Bài Kiếm lời nhiều thật, hạ nhĩ nhìn mấy túi trang tràn đầy linh thạch trên bàn không khỏi cảm thán. Chưa đến một tháng Hoàng Nhị Tiền đã bán súng phun phù như cá gặp nước, còn đưa tới nhiều linh thạch như vậy. Đi trên đường ở đâu cũng đều có thể nghe thấy có người thảo luận về súng phun phù. Tây Ngọc nói, chúng ta sẽ không tiếp tục luyện chế súng phun phù, Diệp Tố chỉ vào mấy túi linh thạch, gửi ba phần về thiên cơ môn, trong khoảng thời gian này không có bí cảnh mở ra, dư lại chúng ta tự mình giữ lấy, các đệ muốn luyện khí hoặc tu luyện đều được. Đệ, luyện, khí. Minh Lưu Sa chậm gì gì nói. Được, đệ có thể hỏi Hoàng Nhị Tiền xem hắn có tài liệu hay không, có thể sẽ có ưu đãi. Diệp Tố dặn dò nói, nếu mà gấp qua thì có thể mua ở Quy Tông Thành cũng được. Minh Lưu Sa gật đầu, đệ biết rồi. Du phục thời vốn đang nằm bò trên bàn bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy. Diệp Tố ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn hắn, tỉnh. Du phục thời một tay chống mặt, ừ một tiếng trả lời nàng, tầm mắt biến nhác nhìn ra ngoài cửa. Không bao lâu sau bên ngoài truyền đến một loạt tiếng kinh hô, ồn ào nhốn nháo. Mã Tổng Thu cùng Chu Vân có phải cũng ở bên ngoài hay không? Tây Ngọc kinh ngạc, nàng hình như nghe thấy được thanh âm của bọn họ diệp tố đứng dậy ra ngoài nhìn xem nàng vừa mới mở cửa phòng liền nhìn thấy trên lầu dưới lầu đứng đầy người nàng nhìn theo tầm mắt của mọi người hướng lên trên mới phát hiện mã tòng thu cùng chu vân đang đứng ôm kiếm phòng thủ trước cửa phòng từ trình ngọc trên lầu ba có chuyện gì vậy đại sư ti hạ nhĩ ló đầu ra khỏi phòng hỏi từ trình ngọc muốn đột phá diệp tố ngửa đầu nhìn lên không trung Linh khí không ngừng đổ về gian phòng đó, bên trong ẩn ẩn có kim quang thoáng hiện. Đây là lần kết nguyên anh thứ hai của hắn, thành thế vậy mà còn muốn lớn hơn lần trước. Mã Tòng Thu cùng Chu Vân rõ ràng đang khẩn trương, hai người tay nắm chặt kiếm, cảnh giác nhìn chung quanh. Mọi người ngồi dưới lầu nhìn bọn họ nghị luận sôi nổi. Đột phá ở chỗ này sao? Bộ dáng này hẳn là đột phá vào nguyên anh kỳ hai người đứng bên ngoài là đệ tử ngô kiếm phái đúng không chật chật lại một người nguyên anh kỳ nữa đến lúc đó tông môn đại bì sẽ thật sôi nổi cho mà xem đệ tử ngô kiếm phái có thể đột phá vào nguyên anh kỳ sao người trong phòng có thể là ai đệ tử ngô kiếm phái có bản lĩnh tiến vào nguyên anh kỳ bên trong người hẳn là từ trình ngọc đi diệp tố quay đầu nhìn minh lưu xa một cái hắn liền hiểu được ý của nàng dẫn theo Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ đi tìm Lữ Cửu đứng canh chừng ở một đầu hàng hiên lầu ba, phòng ngừa người có dị tâm gây chuyện. Diệp Tố thì đi về đầu hiên ngược lại, sau lưng còn có một cái đuôi đi theo. Trong phòng từ Trình Ngọc đang nhập định, kim đan trong linh phủ dần dần hiện ra hình dáng Nguyên Anh, thần thức trong thức hải bắt đầu tự động khuếch trương ra ngoài. Hắn có thể thấy được Mã Tổng Thu cùng Chu Vân đang canh giữ ngoài cửa. Lần này từ Trình Ngọc cực kỳ cẩn thận, không có không kiên nể gì mà buông thả thần thức như lần trước. Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, hắn học được khống chế thần thức của bản thân, khiến nó khuếch tán một cách chậm rãi, chỉ cần có điểm gì không đúng liền có thể lập tức rút về. Thần thức dần dần mở rộng ra xung quanh, từ Trình Ngọc có thể nhìn thấy những tu sĩ đang vây xem dưới lầu, cũng có thể nhìn thấy mấy người lữ cửu đang đứng dưới hiên cảnh giác nhìn xung quanh, lại hướng qua phía đối diện, nhìn một chút thì hắn thấy được Diệp Tố cùng Du Phục Thời cũng đang đứng dưới hiên. Ngay sau đó, Du Phục Thời vốn đang lười nhác dựa vào hàng hiên bỗng nhiên ngước mắt, trong nháy mắt đó hắn tựa hồ như nhìn thấu qua hư không, phát hiện ra Từ Trình Ngọc, ánh mắt vừa bình đạm lại lạnh nhạt. Từ Trình Ngọc cả kinh, lập tức triệt khai thần thức, né khỏi bên này hắn không phát hiện ra thời khắc hắn triệt khai thần thức cũng là vừa lúc Diệp Tố quay đầu nhìn thoáng qua chỗ thần thức vừa rồi xẹt qua. Thần thức từ trình ngọc khuếch tán cả ra ngoài khách điếm, xẹt qua kiến trúc trong thành, không ngừng đi về phía trước, cuối cùng đến khi thức hải hắn khô cạn lúc này mới thu hồi lại, kim quang nhàn nhạt, nhạt trong phòng cũng dần dần biến mất. Nguyên Anh Đại Thành Mọi người dưới lầu tức khắc liền phát ra âm thanh suýt xoa, Đệ tử trẻ tuổi như thế vậy mà đã đạt được cảnh giới Nguyên Anh kỳ, bọn họ còn tận mắt nhìn thấy, cảm xúc không khỏi phức tạp. Từ Trình Ngọc mở cửa đi ra. Chu Vân nghe thấy tiếng mở cửa, xoay người khẩn trương hô một tiếng, "Sư huynh." Từ Trình Ngọc gật đầu với nàng, "Nguyên Anh sơ kỳ." Chu Vân cùng Mã Tổng Thu lập tức nở nụ cười thật tươi, trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm. 20 tuổi Nguyên Anh kỳ đại sư huynh ngô kiếm phái ta cũng không kém. Mã Tổng Thu hưng phấn nói. Chu Vân rỗi tay đập vào vai Mã Tổng Thu một cái, thời khắc nên vui mừng thế này, nói ra câu này không phải là khiến mọi người mất hứng hay sao? Ai mà không biết Lục Trầm Hàn 19 tuổi đã tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Từ Trình Ngọc cũng không để ý, hắn bước ra khỏi phòng, người ở hai đầu hàng hiên cũng tụ họp lại. Chúc mừng! Lữ Cửu chắp tay với Từ Trình Ngọc nói. Hạ Nhĩ đứng phía sau thập phần bình tĩnh nói, "Từ đạo hữu, huynh nên giao lưu với đại sư tỷ của ta nhiều hơn, phòng Trừng đại sư tỷ cũng sắp đạt nguyên anh rồi." Diệp Tố vừa mới bước tới, "Đại sư tỷ đệ ta đây còn chưa tới Kim Đan. Muốn nổ bung nóc cũng phải cần phải có kịch bản hợp lý, có được không hả?" "Nhanh thôi, đại sư tỷ, đệ tin tỷ." Hạ Nhĩ chém đinh chặt sắt nói. Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc đứng ở bên cạnh nhịn cười, nhịn đến mười phần vất vả, kỹ năng nổ của tứ sư đệ tiến bộ vượt bậc từng ngày. Người muốn đạt nguyên anh? Du Phục thời nghiêng đầu hỏi Diệp Tố. Diệp Tố mặt vô biểu tình nói, đừng nghe tứ sư huynh của đệ nói bậy. Từ Trình Ngọc nhìn Du Phục thời có chút không được tự nhiên, ấn tượng lưu lại khi khuếch tán thần thức vừa rồi vẫn còn như mới, cái liếc mắt đó có của hắn dường như có thể nhìn thấu được nguyên anh của từ trình ngọc. Hay là chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Từ trình ngọc lại nhìn du phục thời, hắn đứng bên cạnh diệp tố, cả người biến nhác, ngoại trừ khuôn mặt thì không có chỗ nào khác đáng để chú ý, căn bản không giống một người có thể phát hiện ra thần thức. Tối nay mời mọi người cùng đi ngư hương các ăn bữa cơm. Từ trình ngọc thu lại cảm giác kỳ quái đó, cười nói, chúc mừng ta kết anh thành công. Mọi người sôi nổi đáp ứng. Ngư Hương Các là tử lầu xa hoa nhất Quy Tông Thành nhưng hôm nay lại phá lệ náo nhiệt. Khách quan đây là lần đầu tiên tới Quy Tông Thành sao? Trước kia đã tới vài lần. Từ Trình Ngọc đánh giá dòng người ra vào, khó có dịp nhìn thấy nhiều người không phải là phù tu như vậy trong Quy Tông Thành. Lần này ngài đến đúng lúc rồi, đêm nay từ nửa đêm về sáng, ngư hương các chúng tôi sẽ tổ chức buổi đấu giá một năm một lần tiểu nhị cười nói đến lúc đó sẽ có không ít phù chú được lấy ra bán phù sư từ nguyên anh kỳ trở lên có thể không cần lá phù làm vật dẫn mà có thể trực tiếp họa ra phù chú trên vạn vật buổi đấu giá ở trung tâm của thành phù tu nghĩ thôi cũng biết được sẽ có bao nhiêu phù chú lợi hại được đem ra bán đấu giá có đấu giá phù thư hay không diệp tố nghe vậy lập tức hỏi Tiểu Nhị tiếp đãi sừng sốt, sau đó lập tức nói: "Tất nhiên là có, tuy nhiên, thường thì phủ tu sẽ không lấy phù thư ra bán đấu giá, trong buổi đấu giá của Ngư Hương các chúng tôi thường những phù thư đó đều là thu được từ những môn phái nhỏ đã phế tông, hiệu quả của phù chú vì thế có thể sẽ không được tốt lắm." "Sẵn đã đến rồi chúng ta cứ lưu lại xem thử." Từ Trình Ngọc bao một gian ghế lô lớn. Đêm nay các tu sĩ đến Ngư Hương các phần lớn đều là vì buổi đấu giá. Những tu sĩ này đa phần cảnh giới đều không thấp, hẳn là muốn nhân cơ hội này chộp lấy những phù chú quý hiếm để phòng thân. Từ Trình Ngọc vừa mới đột phá cảnh giới nguyên anh, cảm giác khống chế lực lượng là rõ ràng nhất, thế nhưng giờ phút này tầm mắt của hắn lại thường vô ý thức mà dừng trên người Du Phục Thời. Du Phục Thời ngồi bên cạnh Diệp Tố, mặc một thân áo khoác màu tím đậm, cổ áo vai áo có chút trễ xuống, tóc dài lỏng lẻo thả sau vai thoạt nhìn như là một phú quý công tử đến hưởng lạc. Ngồi ngay ngắn lại, Diệp Tố nghiêng đầu nhíu mày nhìn tiểu sư đệ sắp ngã xuống đến nơi, đẩy người hắn ngồi thẳng lại, thuận tay nhắc cổ áo hắn lại cho thẳng thớm. Dù công tử trước kia tu luyện ở nơi nào, từ trình ngọc một bên rót rượu cho mọi người, một bên hỏi. Dù phục thời làm như không nghe thấy, hắn cầm cái ly, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ sau đó chăm chú nhìn qua một lượt các món ăn trước mặt, ngẫu nhiên sẽ vươn đũa gắp một một chút để thử. Tiểu sư đệ của chúng ta xuất thân gia đình nghèo khổ, trước đó chưa từng tu luyện qua. Diệp Tố chủ động trả lời. Hắn như vậy, mà nhà nghèo khổ. Mã Tổng thu khiếp sợ chỉ vào du phục thời đối diện nói, chỉ nói áo choàng trên người hắn đây thôi. Ngô kiếm phái chúng ta cũng không ai có thể lấy ra được được rồi từ trình ngọc ấn tay mã tòng thu xuống diệp tố đã biểu hiện thực rõ ràng nàng không muốn mọi người hỏi về vấn đề này người khác đưa du phục thời đột nhiên lên tiếng diệp tố quay đầu nhìn hắn du phục thời cúi đầu kéo kéo quần áo của mình đồ vật không thấy nữa đại sư tỷ minh lưu xa nắm chén rượu chậm gì gì nói để ấy say rồi Diệp tố nhíu mày cầm chén rượu trước mặt du phục thời lên, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào hắn đã uống hết rồi, bên cạnh còn nhiều thêm một bầu rượu không. Phía sau có trường kỳ, từ Trình Ngọc nói, hay là cho hắn vào đó nghỉ ngơi trước. Được, ta dẫn hắn vào đó, mọi người cứ ăn trước. Diệp tố nâng du phục thời dậy, hắn vẫn còn có chút ý thức, biết phải đi theo nàng. Du phục thời đi theo nàng đến trường kỳ nằm xuống, Vụ sát hoa của ta. Diệp Tố Du phục thời bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt đen dưới hàng mi dài cực kỳ thâm u, có khoảnh khắc Diệp Tố thậm chí cảm thấy nhìn lâu thấy mắt còn đổi màu. Đại sư tỷ, mau ra đây xem biểu diễn." Hạ Nhĩ ở bên ngoài gọi với vào. Diệp Tố phủ chăn lên người Du Phục Thời sau đó xoay người đi ra ngoài, không phát hiện ra biến hóa dưới chăn vì sợ khách nhân ngồi đợi sẽ buồn chán nên trước khi đến nửa đêm ngư hương có mời thuật sư đến để biển diễn. Vài người thiên cơ môn bao gồm cả lữ cửu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thuật sư, ai cũng đều tập trung tinh thần nhìn xuống dưới sân khấu. Thuật sư Kim Đan Hậu Kỳ, xem ra ngư hương các tốn không ít tâm lực. Từ trình ngọc nhìn thuật sư đang biểu diễn nói. Ta cũng đã từng nghe nói sơ qua về thuật sư. Diệp Tố khi còn ở Thiên Cơ Môn thường xuyên nghe được Trương Phong phong thở ngắn than dài, có đôi khi ông còn hỏi trông ông như thế nào, Hợp Hoan Tông có thu tu sĩ lớn tuổi hay không. Phía nam là thiên hạ của thuật sư, Hợp Hoan Tông lại là môn phái thuật sư nổi danh nhất, diện mạo của bọn họ cũng nổi tiếng là đẹp mắt, bảng xếp hạng 10 mỹ nhân tu chân giới thì có đã có 5 vị là người Hợp Hoan Tông bất quá nghe nói tông chủ hiện tại của hợp hoan tông diện mạo cũng không tính là quá xuất sắc, tuy nhiên do ảo thuật của bà quá lợi hại nên người nào gặp bà trong tiềm thức cũng đều cảm thấy bà là nữ tử đẹp nhất đại lục. Người của ngũ hành tông cũng tới. Từ trình ngọc nhìn đoàn người bước vào từ đại môn của tử lâu, giới thiệu với mấy người diệp tố, đứng ở cạnh cây cột đằng đó là đệ tử có thiên phú nhất của ngũ hành tông trình hoài an. Vị đi đầu là nữ nhi của ngũ hành tông tông chủ, liên liên. Thiên phú của nàng cũng không tồi, chẳng qua lại xa vào tình yêu. Cái gì mà xa vào tình yêu? Chu Vân ở bên cạnh nói thầm, nàng ấy rõ ràng là không có đầu óc. Diệp Tố hơi nhướng mày, là nữ nhi của tông chủ một trong hai phái của tu chân giới, suốt dọc đường đi Chu Vân chưa bao giờ tỏ ra khó chịu như vậy, tính tình của nàng rất tốt, làm người cũng sảng khoái. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy nàng nói như vậy tông chủ của hai phái tứ tông của tu chân giới thường rất khó sinh được con cái, liên liên có thiên phú, lại trước sau không để tâm trên đường chính đạo. Từ Trình Ngọc nhìn ra được suy nghĩ của Diệp Tố, giải thích nói, tông chủ ngũ hành tông lại sủng ái nàng. Cho nên đường tu phù đạo của Liên Liên vẫn mãi không tiến bộ. Tầm mắt của Diệp Tố dừng ở bên hông của vị nữ tử minh diễm đi đằng trước nhất. Mặc ngọc bài đây còn không phải là đồ mà ngũ hành tông đã lừa từ tay tiền bối thiên cơ môn hay sao? chương 46 Tiêu lôi phù Mãi cho đến khi nhóm người ngũ hành tông lên lầu đi vào gian ghế lô diệp tố mới thu hồi ánh mắt. Nghe nói Trình Hoài An năm trước cũng đột phá nguyên anh kỳ, bất quá lúc đó hắn cũng mới 21 tuổi, lại là phù tu nên việc hắn đột phá đã oanh động cả quy tông thành. Chu Vân nói, Nàng cũng là từ tin tức của Ngô kiếm phái truyền đến mới biết được. Diệp Tố xoay xoay chén rượu, hiện giờ tu sĩ được quan tâm nhất ở tu chân giới chính là kiếm tu, một là do kiếm tu chỉ quan tâm luận kiếm, không bị ngoại vật quấy nhiễu, hai là từ sau thần vẫn kỳ thì chỉ có hai đại năng độ kiếp phi thăng thành công và cả hai người đều là kiếm tu. Thế nên ở tu chân giới lén đồn đại rằng chỉ có kiếm tu mới có thể phi thăng những tu sĩ khác nhiều nhất cũng chỉ có thể bước đến độ kiếp kỳ người ngũ hành tông cũng đã tới đấu giá hội từ giữa đêm về sáng hẳn là cũng sắp bắt đầu rồi từ trình ngọc gọi tiểu nhị thay một bàn rượu và thức ăn khác lên hỏi diệp tố cô có muốn mua phù chú gì không diệp tố ngửa đầu uống cạn rượu trong ly để nhìn xem trong một gian ghế lô khác loại đấu giá hội này có gì đáng xem chứ đệ muốn phù chú gì không phải cứ tìm các trưởng lão là được rồi sao? Liên liên mặc một thân hồng y, minh diễm chiêu nhân, chẳng qua mặt mày mang theo nét kiêu căng, nàng có chút bất mãn nhìn Trình Hoài An ngồi bên cạnh, chẳng lẽ thật sự có thể học được gì những phù chú được đem ra bán đấu giá sao? Ngũ hành tông còn thiếu phù cho đệ học à? Thu thập sở trường của mọi nhà mới có thể làm nên chuyện. Trình Hoài An rũ mắt ngồi ngay ngắn nói. Liên liên suy một tiếng, bàn tay với ngón tay được sơn tỉa tỉ mỉ chống lên cầm. Làm nên chuyện gì, để đột phá Nguyên Anh cũng không ai chú ý, Lục Trầm Hàn vừa kết anh liền một đêm thành danh. Sư tỷ nếu nhớ không lầm, Trình Hoài An dương mắt nhìn liên liên, tỉ thích, Lục Trầm Hàn. Liên liên cầm lấy bầu rượu rót thẳng vào miệng, hừ, rượu này còn không mạnh bằng côn luân. Tông môn đại bỉ tỉ sẽ phải tham gia tầm mắt trình hoài an nhìn qua cửa sổ nhìn xuống dưới tông chủ nhất định sẽ để tỉ đi liên liên tùy tay ném một cái bầu rượu ngã lên bàn xoay tròn tròn rượu chảy ra tí tách tí tách nàng dựa thật mạnh vào lưng ghế ta đi làm gì đi để bêu xấu à vậy thì tỉ cố gắng tu luyện đi tầm mắt trình hoài an dừng trên tay liên liên vẫn còn thời gian liên liên liếc hắn để cứ tự quản mình cho tốt đi khi nào mới sửa lại đam mê giả trang lão nhân đây hả? Tỷ không hiểu đâu, đó là lạc thú. Trình Hoài An đỡ bầu rượu dậy, không chút ngại ngùng rót cho bản thân một ly. Sau nửa canh giờ, tất cả thuật sư lui xuống khỏi sảnh lớn của lầu một, trưởng quầy của ngư hương các bước lên. Các vị, buổi đấu giá phù chú mỗi năm một lần sắp bắt đầu. Tại hạ tin rằng rất nhiều tu sĩ đường xa mà đến đã chờ mong rất lâu. Năm nay theo thường lệ vẫn sẽ có phù chú do đại năng họa ra. Sau một loạt lời nói khách sáo, trưởng quầy cũng lui xuống lại giao sảnh lớn cho một chủ sự khác. Diệp Tố đảo mắt nhìn xung quanh, từ cửa ra vào đến xung quanh sảnh lớn đều đứng đầy thủ vệ. Lá phù đầu tiên của đêm nay chính là linh ẩn phù, dán lên người thì cao thủ hợp thể kỳ cũng không có cách nào phát hiện được chủ sự chỉ vào một lá bùa được bảo vệ trong pháp bảo trên đài cao giữa sảnh lớn, giá khởi điểm hai vạn trung phẩm linh thạch. Đại sư tỷ, phù này có vẻ thật lợi hại. Hạ nhĩ nhòi người ra ngoài cửa sổ, nghe bên dưới chủ sự thuyết minh thì quay đầu hỏi Diệp Tố, tỷ có thể nhìn rồi vẽ theo được không? Diệp Tố hai tay bắt chéo, đứng ở phía sau, không được. Phù chú đã bị người thi phép qua, không thể nhìn thấy rõ được nét bút đã có người ra giá đến 50 vạn trung phẩm linh thạch. Tây Ngọc nghe chủ sự hô to, khiếp sợ nói, một lá phù thôi mà kiếm được thật nhiều. Đây vẫn chưa gọi là cao, phía sau vẫn còn nữa. Từ Trình Ngọc nói, phù chú tốt nhất sẽ cần phù sư hao phí tâm lực rất lớn nên cũng không tính là đắt. Nhóm đệ tử thiên cơ môn tùy rằng xuống núi đã được một thời gian nhưng Trung Quy vẫn chỉ luôn ra vào bí cảnh, một ít thưởng thức của tu chân giới vẫn chưa hiểu biết hết. Tiếp theo sau đây, lá phù cuối cùng. Chủ sự kích động, rất hưng phấn nói, mọi người có đoán được là phù chú gì không? Tiêu Lôi phù, không biết là thanh âm truyền ra từ gian ghế lô nào. Không sai, chính là Tiêu Lôi phù. Chủ sự vỗ vỗ tay, lập tức có tu sĩ bưng Tiêu Lôi phù ra tới, mọi người đều biết, cảnh giới sau nguyên anh chính là hóa thần là bước đầu tiên trên con đường đại đạo phi thăng, nếu muốn hóa thần thì cần phải trải qua lôi kiếp. Tiêu Lôi phù chính là tông chủ Ngũ Hành Tông dùng máu của bản thân họa trong 7749 năm mới hoàn thành, có thể chặn được một đạo lôi. Vô luận là người ngồi dưới sảnh lớn hay khách nhân trong ghế lô, vừa nghe đến Tiêu Lôi phù thì tất cả liền sôi nổi nghị luận lên. "Sư huynh, phù này nên mua." Chu Vân nói với Tử Trình Ngọc, thử xem có thể mua được tới tay hay không. Từ Trình Ngọc nói, linh thạch chúng ta mang theo cũng không nhiều. Hạ Nhĩ bấm ngón tay tính, vẽ trong 49 năm. Hay là nói nhầm, là 49 ngày đúng không? Tiêu lôi phù có thể chặn được một đạo lôi kiếp, không phải có thể dễ dàng mà họa ra được. Mã Tổng Thu nói, không những vẽ trong 49 năm mà trong thời gian đó phải không có xuất hiện bất kỳ sai lầm nào mới có thể hoàn thành chủ sự dưới đại sảnh đã bắt đầu ra giá, vì tiêu lôi phù quá mức hy hữu nên giá khởi điểm sẽ là 5 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được dưới 1 ngàn. 5 vạn 1 ngàn Tiếng ra giá đầu tiên phát ra lập tức chọc cho mọi người trong ghế lô bật cười, ngay sau đó liền có người ra giá tiếp, 6 vạn. Chủ sự nhìn một vòng mọi người trong đại sảnh, sau đó lại ngẩng đầu hỏi, chư vị còn có ai ra giá hơn 6 vạn không? Từ Trình Ngọc nhàn nhạt lên tiếng, "Bảy vạn." Minh Lưu Sa đang uống trà, vừa nghe thấy Từ Trình Ngọc ra giá lập tức liền phun ra, "Cái này mà kêu mang linh thạch không nhiều lắm." Lữ Tỷ, tỷ có thấy qua thượng phẩm linh thạch chưa?" Tây Ngọc nhỏ giọng hỏi. Lữ Cửu lắc đầu, "Chưa từng." Thượng phẩm linh thạch rất ít khi được lưu thông qua tay các tu sĩ bình thường, mỗi một khối thượng phẩm linh thạch đều ẩn chứa linh khí cực kỳ thuần túy hoàn toàn khác với hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch có chứa tạp chất. Tám vạn, một người ở một gian phòng khác lên tiếng. Sư huynh, để ở đây vẫn còn ba vạn thượng phẩm linh thạch. Mã Tòng Thu nói. Muội có bảy vạn, Chu Vân tiếp theo nói. Mấy mống đỗ nghèo khỉ bên cạnh hâm mộ đến điên rồi, đây là tài phú mà tu sĩ trẻ tuổi có được sao? Ngay cả Diệp Tố cũng nói, ngày thường có nhiều thất lễ rồi. Chu Vân giải thích, những linh thạch này là chúng ta có được khi nhận nhiệm vụ ở chấp sự đường của Ngô Kiếm Phái. Kỳ thật có đôi khi Ngô Kiếm Phái cũng sẽ treo nhiệm vụ cho các tu sĩ bên ngoài. Người hỗ trợ làm việc có thể nhận được thượng phẩm linh thạch làm thù lao. Trong thời gian chỉ nói mấy câu thế này mà lá tiêu lôi phù dưới sảnh lớn đã xào được giá lên đến 9 vạn 9 ngàn thượng phẩm linh thạch. 9 vạn 9, còn có vị khách quan nào tăng giá nữa hay không? Chủ sự đã hỏi lần thứ hai. Từ Trình Ngọc nói, 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Tốt, vị khách quan này ra giá 10 vạn. Chủ sự gõ gõ khánh đồng nhỏ trước mặt, "10 vạn lần thứ nhất, 10 vạn lần thứ hai, còn có ai ra giá cao hơn không?" "11 vạn." Chu Vân nhíu mày, trực tiếp hô lên, "15 vạn." Trong ngư hương các lập tức vang lên một trận tiếng hút khí, ngay cả Từ Trình Ngọc cũng không ngờ tới. Sư muội 15 vạn thượng phẩm linh thạch không phải con số nhỏ. Sư huynh, linh thạch về sau quay về tông môn sẽ có thể kiếm lại. Chu Vân không thèm để ý, tiêu lôi phù có một lá là thêm một phần bảo đảm khi tiến giai, không thể bỏ lỡ. 15 vạn thượng phẩm linh thạch đi mua một kiện pháp bảo hộ thân vẫn dư giả. Từ Trình Ngọc nói, pháp bảo hộ thân cũng không có cái nào có bản lĩnh có thể trực tiêu triệt tiêu một đạo thiên lôi đúng không? Chu Vân phản bác. Linh mạch của những đại tông môn không ngừng sinh sôi, khai quật một bộ phận thì chỉ cần vài năm sau nó sẽ khôi phục lại như cũ. Linh khí lại cực kỳ tinh khiết, hoàn toàn không có tạp chất, dùng khi tu luyện thì có thể trực tiếp hấp thu mà không cần luyện hóa. Diệp Tố gõ gõ đầu ngón tay lên chén rượu làm từ bạch sứ, rũ mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 47 sao đăng liền hai chương vì nếu đọc mỗi chương 47 mọi người có thể sẽ như tôi tức tới độ muốn đá đít con yêu nghiệt kiều kiều một cái mặt cười. Tàn quyền Cuối cùng ngô kiếm phái giành được tiêu lôi phù với giá 15 vạn thượng phẩm linh thạch, toàn bộ ngư hương các thổn thức không thôi. Tông môn bình thường làm sao có thể lấy ra được nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, không ít người nhìn chằm chằm vào gian ghế lô này, muốn xem thử người ngồi bên trong là ai. Nhưng không có cách nào nhìn vào được bên trong Người của Ngư Hương Các gõ cửa gian ghế lô để giao phù chú Chù Vân đưa cho đối phương toàn bộ số linh thạch của nàng và từ trình ngọc Sau đó Ngư Hương Các cũng giao cho nàng phù chú đặt trong pháp bảo phòng hổ Một lá phù 15 vạn thượng phẩm linh thạch Có thể mua được vài cái thiên cơ môn đấy Hạ Nhĩ lặng lẽ nhích đến gần diệp tố Đại sư Tỷ, Tỷ hãy cố gắng sớm ngày họa ra tiêu lôi phù mang theo tụi đệ làm giàu. Diệp Tố buông chén rượu bật cười, ta sẽ nỗ lực. Từ đạo hữu có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt một chút hay không? Lữ cửu đứng lên, nhìn phù chú trong vòng phòng hộ hỏi. Tất nhiên là được. Từ trình ngọc gỡ vòng phòng hộ xuống, đặt hộp gỗ đựng tiêu lôi phù lên bàn để tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Kết quả lữ cửu chỉ nhìn thoáng qua một cái liền lập tức rời mắt, nhìn vào liền váng đầu không chỉ riêng nàng mà những người khác cũng không thể nhìn tiêu lôi phù lâu nếu không tâm thần sẽ bị hao tổn riêng diệp tố lại có thể nhìn nhiều hơn một chút nàng không cảm thấy choáng váng nhưng khi nàng nhìn dọc theo hoa văn trên phù muốn mô phỏng lại thì chỉ mới nhìn được vài nét tất cả lại trở nên mơ hồ trước mắt nàng quả nhiên phù chú độc môn sẽ không dễ dàng để người khác có thể nhìn thấy được Thứ này chỉ có thể lấy ra dùng, chứ không có cách nào xem được." Chu Vân nói. Từ trình ngọc cất tiêu lôi phù đi, nhìn Diệp Tố nói, phía sau hẳn là đến đấu giá phù thư, chắc là sẽ không quá đắt. Diệp Tố lấy ra một túi linh thạch, mở ra nhìn thoáng qua, đây là số linh thạch lớn nhất mà hôm nay nàng cho phép mình tiêu. Tất nhiên cả túi linh thạch này cũng không bằng được một khối thượng phẩm linh thạch. Khi bắt đầu đấu giá phù thư thì chủ sự cũng thay đổi, một người trẻ tuổi hơn bước lên đại sảnh, hiển nhiên là vở kịch lớn đã kết thúc, có người thậm chí còn đứng dậy rời đi, những người còn ngồi lại phần lớn cũng chỉ lo thảo luận những phù chú được đấu giá vừa rồi, đặc biệt là lá tiêu lôi phù với giá trên trời 15 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây là một quyển phù thư sơ cấp, đến từ Dương Sam Môn. Chủ sự bắt đầu ra giá, giá khởi điểm 1.000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá, giá phải tăng lên ít nhất 100. Đã chứng kiến 15 vạn thượng phẩm linh thạch trước đó, giờ lại nghe mức giá này, Minh Lưu xa ngồi trong ghế lô chậm gì gì nói, giờ, mới, có, giá, bình, thường. Một ngàn, Diệp Tố ra giá, giá. Chủ sự đứng giữa đại sảnh nhìn về phía phương hướng phát ra âm thanh của Diệp Tố, miệng không nhịn được giật giật, khách nhân ngồi trong gian ghế lô này không phải vừa mới vung 15 vạn thượng phẩm linh thạch sao? Vì sao lại đột nhiên trở nên keo kiệt, 100 trung phẩm linh thạch cũng không muốn thêm. Nhưng mà các gian ghế lô khác cũng không có ai trả giá cao hơn. Dù sao nếu đã là phù sư thì đều sẽ chứng mắt loại phù thư sơ cấp của một tông phái phế tông như thế này. Còn nếu không phải là phù sư thì cũng không cần mua phù thư. Một ngàn lần thứ nhất. Chủ sự hô lên ba lần trước sau cũng không có ai lên tiếng nữa, chỉ đành phải chốt đơn, phù thư sơ cấp của Dương Sa Môn một ngàn trung phẩm linh thạch, thuộc về khách nhân trong ghế lô ở lầu ba, gian thứ tư ở bên phải. Khoảng thời gian tiếp sau đó, chỉ cần là phù thư xuất hiện thì Diệp Tố đều sẽ đấu giá với giá thấp. Cũng có người bởi vì nàng ngồi ở gian ghế lô vừa chụp được tiêu lôi phù nên suy đoán phù thư này có thể là thứ tốt nào đó, nên lục tục dần có người nhảy vào cạnh tranh. Bất quả Diệp Tố chưa bao giờ trả giá cho một món qua lần thứ hai. Nếu có người cạnh tranh thì cứ để người đó mua đi. Dần dần mọi người cho rằng vị khách ở gian ghế lô này đang chơi đùa mà thôi. Một ngàn. Diệp Tố vừa kêu xong giá cho một quyển phù thư thì chợt nghe thấy tiếng bước chân. Nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là du phục thời đã dậy, bước ra trường kỷ phía sau. Hắn vừa đi tới thì lập tức ngồi xuống bên cạnh nàng. Một thân áo bảo tím của hắn tán loạn, mái tóc dài vốn dĩ được cố định gọn gàng bởi châm ngọc lúc này hoàn toàn xả ở sau vai, đôi mắt đen thẳm mang theo nét buồn ngủ chưa tỉnh cùng vài phần men say. Đây là cái gì? Dù phục thời nhìn đống phù thư trên bàn, dỗi tay lật lật, phát hiện bản thân xem không hiểu, toàn là đồ bỏ. Diệp tố nhàn nhạt nói, đây là đồ giúp kiếm tiền về sau đấy. Tiểu sư đệ do dự một hồi chủ động vút phẳng lại bìa của đống sách hắn vừa lật tung tung, đẩy qua Diệp Tố, trả lại cho ngươi. Trong khoảng thời gian này hắn đã hiểu rõ ràng được một chuyện là bản thân có thể ăn cái gì đều là dựa vào Diệp Tố. Nàng có tiền thì hắn mới có thể không ăn thứ đồ khó ăn như tích cốc đan. Diệp Tố rót một ly trà nóng cho Du Phục Thời, không thể uống rượu thì lần sau đừng loạn uống. Du Phục Thời lại làm bộ nghe không thấy, bưng ly trà nóng uống cạn sạch, sau đó lại dơ cái ly đến trước mặt nàng, Diệp Tố. Ý bảo nàng tiếp tục rót. Tốt, 3.500 linh thạch thành giao. Chờ Diệp Tố lại rót một chén trà nóng cho du phục thời thì quyển phù thư trên đại sảnh cũng đã bị người khác giành lấy rồi. Buổi đấu giá tối này đã dần tiến vào giai đoạn cuối cùng, chỉ còn lại một món hàng duy nhất sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Chủ sự dơ tay chỉ về đài đấu giá giữa sảnh, chư vị, đây là một tàn quyền phù thư mà chúng ta đã thu được từ một tiểu bí cảnh. Chúng ta đã cố ý mời trưởng lão ngũ hành tông xem qua nhưng cũng không thể xác định được là thư tịch gì. Bất quá có thể là một thứ tốt, không chừng còn có cơ duyên. Thôi đi, cũng không phải là tàn quyền phù thư có được từ nơi truyền thừa nào đó. Này rõ ràng các ngươi muốn lừa một ít tu sĩ trẻ tuổi chưa trải đời mà thôi. Biểu thị là đừng hòng lừa ông đây. Mấy năm trước không phải toàn điển hành cũng bán ra một kiện tàn binh với giá trên trời đó sao? Còn khoa trương bảo là có thể là thần khí gì đó. Kết quả là chỉ là một kiện binh khí tầm thường bao bởi một lớp phân yêu thú dày mo. Ha ha ha. Ha 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 ha. Mọi người nghe vậy liền cười vang. Trong ghế lô, Tây Ngọc tò mò hỏi, có chuyện đó thật sao? Ta có nghe nói qua, lần đó đấu giá thiếu chút nữa là đánh lên tới, cuối cùng bị người của Côn Luân đoạt được, kết quả về đến nơi mở ra xem thì ra là do trên binh khí dán một tầng phân yêu thú dày cộp nên lúc đầu khi mời người của Trảm Kim Tông tra xét mới nhìn không ra được là cái gì. Lữ Cửu nói, loại chuyện này thì Ngô Kiếm phái một trong hai phái tứ tông biết rõ nội tình hơn được một chút, Mã Tòng Thu nhịn không được cười ra tiếng, Côn Luân lúc nào cũng tỏ ra một bộ duy ngã độc tôn, lần đó là lần đầu tiên họ bị hố một cú lớn đến vậy năm ấy Côn Luân trở thành trò cười ngầm của các đại tông môn. Trưởng lão Côn Luân tranh mua kiện tàn binh đó bị biếm thành chấp sự. Từ Trình Ngọc bổ sung, hai năm sau đó người Côn Luân ra ngoài chém giết yêu thú vô số. Các tông môn cũng ra lệnh không cho phép đệ tử lén đàm luận việc này. Kiếm tu Côn Luân từ trước tới nay đều được mọi người trong tu chân giới gọi là điên tu, chỉ dựa vào một thanh kiếm chém giết hết tất cả những việc bất bình hay là những người không phục. Một ngàn. Diệp Tố vẫn như cũ ra giá thấp nhất. Tàn quyển đa phần là mánh lới của bên tổ chức đấu giá. Từ Trình Ngọc khuyên Diệp Tố, mua cái này có tỷ lệ lớn sẽ lãng phí tiền. Không vấn đề gì, ta muốn nhìn thử một chút xem sao. Tầm mắt của Diệp Tố dừng trên đài đấu giá dưới đại sảnh. Bởi vì đấu giá là phù thư nên bọn họ đều sẽ mở ra một tờ để những khách nhân đấu giá có thể nhìn được một chút nội dung. Diệp Tố nhìn chằm chằm nét bút lung tung rối loạn trên mặt giấy đó, tâm thần không tự giác bị hấp dẫn, nàng muốn tiếp tục mở trang tiếp theo để xem nội dung sau đó. 2000. Từ ghế lô của Ngũ Hành Tông đột nhiên truyền ra thanh âm của Trình Hoài An. Ngư Hương lâu lập tức liền yên tĩnh, người của Ngũ Hành Tông coi trọng tàn quyền này. Chẳng lẽ thực sự nó có phù chú lợi hại gì đó? Ngay sau một khắc yên lặng, cả tiểu lầu bắt đầu nghị luận ồn ào lên. Chỉ sợ là người do ngư hương các sắp xếp mà thôi, vừa rồi không phải nói trưởng lão ngũ hành tông cũng nhìn không ra được là thư tịch gì à. Côn Luân đều có thể nhìn lầm, ngũ hành tông ngẫu nhiên có sai lầm cũng bình thường thôi. Ha 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 ha, ha. đúng vậy, huống hồ lần này cũng không có phân của yêu thu dính trên đó, to gan mua về xem thử không phải là biết hay sao. Ba nghìn ta ra năm nghìn. Mọi người sôi nổi xem náo nhiệt, một ngàn rồi lại một ngàn đẩy giá lên cao. Diệp tố nhíu mày, nàng nhìn thoáng qua linh thạch của mình, còn thừa không có bao nhiêu. Nàng thu túi linh thạch lại, hiển nhiên là không muốn mua nữa. Lúc này, phía dưới đã kêu giá lên đến bảy nghìn trung phẩm linh thạch. Sao tự nhiên lại muốn mua một quyển tàn thư? Liên liên nhìn phía dưới đang náo nhiệt trả giá, ngũ hành tông vừa ra tay liền như thế, nhóm người này khẳng định là muốn chiếm món hời. Tờ tàn phù đang được mở ra thấy cũng có chút thú vị, ta muốn mua về xem thử phía sau có gì. Trình Hoài An nói, hắn cũng không phải muốn mua cho bằng được, chẳng qua là đã ngồi cả đêm, dù sao cũng phải mang về cái gì mới tính là chuyến đi này không tệ. Một ngàn thượng phẩm linh thạch Trình Hoài An trực tiếp dùng thượng phẩm linh thạch đấu giá. Lúc này người dưới đại sảnh không lên tiếng nữa mà ngược lại ở những gian ghế lô khác bắt đầu có người ra giá. 2.000 thượng phẩm linh thạch. 3.000 thượng phẩm linh thạch. 5.000. Liên liên không muốn mất thêm thời gian ở đây nữa, bắn ngón tay một cái mở ra cửa sổ. Chư vị, tàn quyền này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là sư đệ nhà ta muốn mua về xem chơi mà thôi, không bằng cho chúng ta một cái nhân tình có được không? các gian ghế lô trầm mặc một lát, rốt cuộc có người lên tiếng, thì ra là trình phù sư muốn mua sao. trình mẫu hôm nay chưa đấu giá được bất cứ món nào, mới nghĩ chụp đại một món cuối cùng xem chơi mà thôi. trình hoài an đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cất cao giọng nói, chư vị không cần tốn nhiều linh thạch, nếu là trình phù sư muốn mua vậy tại hạ sẽ không tranh nữa. người nọ cười nói, sau đó các gian ghế lô khác cũng sôi nổi hưởng ứng dù sao trình hoài an là đương kim đệ tử xuất sắc nhất của ngũ hành tông tương lai tất có thể sẽ trở thành một thế hệ phù sư xuất chúng hôm nay nếu chủ động cho hắn một chút mặt mũi nói không chừng về sau có thể có được một ít chỗ tốt đa tạ trình hoài an chắp tay sau đó lại cúi đầu nói với chủ sự trên đại sảnh sáu nghìn thượng phẩm linh thạch tốt sáu nghìn thượng phẩm linh thạch lần một chủ sự gõ khánh đồng một lát lại gõ tiếp sáu nghìn thượng phẩm linh thạch lần hai một vạn thượng phẩm linh thạch du phục thời bỗng nhiên lên tiếng diệp tố mấy người thiên cơ môn đồng loạt thở dốc vì kinh ngạc ngay cả từ trình học cùng chu Vân cũng đều nhìn du phục thời đầy khiếp sợ không một ai nghĩ rằng hắn sẽ lên tiếng trả giá để có một vạn thượng phẩm linh thạch sao diệp tố nhắm mắt lại một cái hít một hơi bình tĩnh lại sau đó mở mắt ra hỏi dù phục thời tay móc móc cạnh bàn, đúng lý hợp tình nói không có. Trong nháy mắt Diệp Tố liền cảm giác đứng không vững nữa. Trước đêm nay nàng còn chưa thấy qua thượng phẩm linh thạch tròn méo ra sao, vậy mà hiện tại nàng lại sắp mắc nợ một vạn thượng phẩm linh thạch. Đấu giá hội trong tu chân giới cũng có luật bất thành văn chính là một khi đã ra giá thì không thể sửa giá hoặc hủy bỏ. Người học quyền đó kiếm tiền. Dù phục thời vươn ra ngón tay thon dài sạch sẽ chỉ chỉ vào tàn quyền trên đài đấu giá, Diệp Tố chủ sự dưới đại sảnh ngẩn người, không nghĩ tới lúc này còn có người không cho ngũ hành tông trình hoài an mặt mũi. Nhưng ích lợi ở trước mặt, hắn lập tức gõ khánh đồng một vạn thượng phẩm linh thạch lần một. Đại sư tỷ, nếu người ngũ hành tông muốn mua hẳn là sẽ còn tiếp tục đấu giá. Minh Lưu Sa lúc này không chậm rãi nói nữa mà nhanh chóng trấn an Diệp Tố. Chỉ hy vọng là thế. Diệp Tố nhìn chằm chằm du phục thời đang ngồi đằng kia không để ý chút nào. Nàng lần đầu tiên sinh ra một cỗ xúc động muốn ném tên đồng đội heo này xuống dưới. Còn ai ra giá cao hơn không? Chủ sự ngửa đầu hỏi, đôi mắt nhìn về phía gian ghế lô của Trình Hoài An. Một vạn thượng phẩm linh thạch. Liên liên ngồi trong ghế lô chập một tiếng, đối diện là người của tông môn nào thế? Gia giá như thế mua một cái tàn quyền rách, đúng là đại tài khí thô. Nếu đạo hữu thật sự muốn tàn quyền này vậy trình mỗ sẽ không đoạt vật yêu thích của người nữa. Trình Hoài An lại một lần nữa đẩy cửa sổ ra, cúi đầu nhìn chủ sự dưới sảnh, mời tiếp tục. Chủ sự lúc này mới hoàn hồn, một vạn thượng phẩm linh thạch lần hai, một vạn thượng phẩm linh thạch lần ba. Thành giao tập thể thiên cơ môn. song đời. chương 48. Xé sách. Một vạn thượng phẩm linh thạch. Cho dù bán hết mấy người diệp tố cũng không được giá này. Thêm vào tốc độ của nhân viên buổi đấu giá của ngư hương các cực kỳ mau, trong chốc lát đã mang tàn quyển phù thư vào gian ghế lô, chờ bọn họ lấy ra một vạn thượng phẩm linh thạch. Nhân viên buổi đấu giá cảm thấy loại người vung tiền như rác này hiếm khi gặp phải, phải nhanh cái chân trước khi có gì ngoài ý muốn xảy ra. Bầu không khí trong ghế lô lúc này trầm mặc một cách quỷ dị, không một ai lên tiếng. Diệp Tố rũ mắt, đang cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, những người còn lại thì quay đầu chỗ khác, giả vờ như không quen biết du phục thời. Xin hỏi, nhân viên buổi đấu giá nhìn mọi người trong gian ghế lô hành động quái dị thì không nhịn được hỏi, xin hỏi vị nào sẽ trả tiền? Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc tức khắc nhất trí đồng lòng chỉ về du phục thời đang ngồi đằng kia. Đồng Thanh đáp hắn. Hạ Nhĩ thấy thế cũng vội vàng giơ một ngón tay chỉ về du phục thời. Khách quan, tàn quyền phu thư của ngài. Nhân viên buổi đấu giá bưng khay đựng tàn quyền đến chỗ du phục thời, nói một câu ám chỉ nhưng thiếu điều nói thẳng đòi tiền một vạn thượng phẩm linh thạch. Du phục thời một khối linh thạch cũng không có túi cản khôn của hắn so với mặt còn sạch hơn. Hắn nhìn Diệp Tố, phát hiện nàng không nhìn lại mình. Hắn không chút do dự rút châm cài trên tóc xuống, một đầu tóc đen mượt trong nháy mắt xõa đầy trên vai lưng. Hắn đưa châm cài cho nhân viên, dùng cái này để đổi. Người của đấu giá hội theo bản năng cự tuyệt, khách quan, không. Hắn nói dẫn thôi. Diệp Tố ngước mắt lên, tiến lên một bước đoạt lấy châm cài trong tay du phục thời các vị chờ một lát. dù phục thời có vài bộ quần áo thường xuyên thay đổi nhưng cây châm này chưa từng thấy hắn đổi qua bao giờ. một yêu nghiệt ngay cả tử lê anh mộc còn chướng mắt thì chiếu theo thái độ của hắn đối với cây châm này thì hẳn đây không phải là phàm vật. vậy mà hiện giờ hắn trực tiếp muốn lấy châm cải cầm cố đổi lấy một tàn quyền chưa biết có giá trị gì hay không. đúng là phá gia chi tử mã đạo Hữu có thể cho ta mượn một vạn thượng phẩm linh thạch được không? Diệp Tố quay đầu hỏi Mã Tổng Thu. Lúc trước khi từ trình ngọc đấu giá tiêu lôi phù, Mã Tổng Thu có nói bản thân còn bao nhiêu thượng phẩm linh thạch? Mã Tổng Thu sừng sốt, không nghĩ tới lửa này lại lan đến trên người mình. Bất quá hắn vẫn nhanh nhẹn lấy ra túi linh thạch ném cho Diệp Tố, còn nói giỡn. Hạ Nhĩ nói cô không bao lâu nữa sẽ phi thăng. Một vạn thượng phẩm linh thạch này đưa cho cô không cần trả lại. Chỉ cần trước khi phi thăng cô luyện chế cho ta một thanh thần kiếm là được. Diệp Tố, đã tới mức nói nàng luyện được thần kiếm rồi sao? Rốt cuộc Tam sư đệ đã lén tẩy não bao nhiêu người vậy chứ? Diệp Tố, đừng nghe hắn nói bậy." Từ Trình Ngọc lắc đầu nói, "Về sau cô có linh thạch trả lại là được." Một vạn thượng phẩm linh thạch tuy sẽ cần một thời gian để kiếm được nhưng đối với thân truyền đệ tử Ngô kiếm phái mà nói cũng không tính là gì. Đa tạ. Diệp Tố chắp tay với Mã Tổng Thu nói phần ân tình này xin trước nhận lấy. Thanh toán xong một vạn thượng phẩm linh thạch, tàn quyển phù thư kia cũng lấy tới tay nhưng Diệp Tố không mở ra xem mà nàng chỉ trả châm cài lại cho Du Phục thời sau đó ngồi xuống rót cho chính mình một ly linh tửu, suốt cả quá trình nàng không nói thêm câu nào. Những đệ tử thiên cơ môn khác cũng không lên tiếng, đều an tĩnh mà ngồi bên cạnh. Du Phục Thời một lần nữa cắm lại châm cài lên tóc, lúc này hắn mới rốt cuộc nhận ra phàm nhân này hình như không cao hứng. Hắn dỗi tay cầm lấy tàn quyển phù thư, từ đầu đến cuối đơn giản lật nhanh qua một lần sau đó đột nhiên xé xuống trang đầu tiên cùng trang cuối cùng. Âm thanh xé giấy thanh thúy vang lên làm Từ Trình Ngọc cũng nhịn không được mở miệng, "Du công tử, một vừa hai phải thôi." Du Phục Thời căn bản không để ý tới Từ Trình Ngọc. Trong lòng hắn người này chỉ là một người xa lạ không có quan hệ gì đến mình. Cho ngươi. Du Phục Thời gấp trang đầu tiên cùng trang cuối cùng lại với sau, sau đó đẩy đến trước mặt Diệp Tố. Diệp Tố rũ mắt nhìn xuống hai tờ giấy được xếp lại với nhau trên bàn, vừa nhìn liền cảm giác tâm thần bị hút vào, có cái gì đó. Còn chưa chờ nàng hoàn toàn bị hút vào thì Du Phục Thời lại duỗi người, tay tách hai tờ giấy ra, ta mệt mỏi Tầm mắt của Diệp Tố vẫn nhìn chằm chằm hai trang giấy đã bị tách ra, bàn tay nắm chặt, rốt cuộc miễn cưỡng rời mắt nhìn hắn nói, buổi đấu giá cũng đã kết thúc rồi, chúng ta về thôi. Các hành động xếp giấy rồi lại tách ra của du phục thời đều xảy ra quá nhanh, Diệp Tố cũng không biểu hiện gì khác thường nên mọi người trong ghế lô cũng không quá chú ý đến. Chỉ có Minh Lưu Sa có nhìn du phục thời một cái nhưng hắn cũng thực mau chủ động rời đi tầm mắt, đứng lên dỗi người. Chậm gì gì nói, để, cũng, mệt, rồi. Đoàn người đứng dậy rời khỏi gian ghế lô, không ít ánh mắt bên ngoài tập trung lại đây. Một nhóm người thì thuần túy là hiếu kỳ muốn nhìn thử xem là ai đã dùng 15 vạn thượng phẩm linh thạch mua đi tiêu lôi phù. Một bộ phận khác thì lại muốn biết người đã không cho đệ nhất đệ tử ngũ hành sơn mặt mũi là ai. Là thân truyền đệ tử ngô kiếm phái. Có người nhìn thấy đạo bảo của ba người từ trình ngọc lập tức nhận ra khó trách có thể bỏ ra được nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy để mua tiêu lôi phù ta nghe nói trước đó không lâu có đệ tử ngô kiếm phái kết anh ở khách điếm có phải là bọn họ không chính là bọn họ kỳ quái mấy người đi cùng với đệ tử ngô kiếm phái có người nhìn thấy ba chữ trên đạo bào của nhóm diệp tố do dự nói thiên cơ môn đệ tử ngô kiếm phái sao lại đi cùng với người thiên cơ môn vốn dĩ có mấy người vì vụt mất tiêu lôi phù nên muốn tìm cơ hội cướp đoạt nhưng vừa thấy người mua là đệ tử ngô kiếm phái thì chỉ đành từ bỏ hậu quả của việc chọc giận một tông ngôn khổng lồ không phải ai cũng có thể gánh được chu vân buổi đấu giá kết thúc người ngũ hành tông cũng từ gian ghế lô ra tới liên liên bước xuống lầu vừa lúc ở chỗ mặc cầu thang thấy được bọn họ nàng hai tay ôm rực kiêu ngạo lại minh diễm bỏ ra 15 vạn thượng phẩm linh thạch mua một lá tiêu lôi phù. Ngô kiếm phái không hổ là tu chân giới đệ nhị đại kiếm tu tông môn. Hai chữ đệ nhị bị liên liên cố ý nhấn mạnh. Ai cũng đều biết nhiều năm qua ngô kiếm phái luôn bị côn luân phái áp chế, chưa từng có cơ hội xoay người. Ít nhất chúng ta còn có mục tiêu, không giống một số người, trong đầu chỉ chứa mỗi tình tình ái ái. Chu Vân nhìn liên liên cũng không thuận mắt, lập tức dỗi lại. Liên liên nhìn Chu Vân suy một tiếng, cũng không thấy cảnh giới của cô tăng lên a, à, có khác gì ta đâu. Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, Trình Hoài An từ phía sau đi ra, sư tỷ, chúng ta phải đi rồi. Hắn cố ý đứng tránh đi Diệp Tố, không để nàng thấy phía lỗ tai kia của mình. Trình Hoài An cũng không ngờ tới ở đây có thể gặp được tu sĩ lần trước mua phù, còn phát hiện ra hắn đang dịch dung liên liên nâng lên ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua sườn mặt trắng nõn của mình tầm mắt nhìn thẳng vào du phục thời đang đứng ở phía sau tiểu đạo hữu ngươi là người của tông môn nào nếu là hợp hoa tông thì có nguyện cùng ta cộng độ đêm đẹp hay không du phục thời ngay cả từ trình ngọc đều không đem để ý thì nói gì đến liên liên mấy phàm nhân này mỗi lần nhìn thấy đều khiến hắn cảm thấy tổn thương đôi mắt bộ dáng hắn mặt không cảm xúc không nói lời nào thật có thể hù người liên liên càng nhìn thì mặt càng hồng hơi thở kiêu căng vừa rồi tiêu tán không còn một mảnh sư tỳ sắc mặt trình hoài an lập tức liền lạnh xuống liên liên không kiên nhẫn nói được rồi được rồi ta đi trước khi đi nàng còn lưu luyến nhìn du phục thời một cái diệp tố tùy ý nhìn liên liên bước qua sau đó ánh mắt lại dừng lại trên người trình hoài an đang xuống lầu không biết vì sao nàng thấy hắn có chút quen thuộc Dọc đường trở về khách điếm tuy có không ít người ở trong tối nhìn chằm chằm bọn họ nhưng trước sau không có người dám ra tay với đệ tử ngô kiếm phái. Nửa canh giờ sau Diệp Tố bước ra khỏi phòng đi đến phòng du phục thời, giơ tay gõ gõ cửa, cửa liền được mở ra từ bên trong. Du phục thời mở cửa xong liền quay vào phòng ngồi xuống, đặt cầm lên bàn trà, nằm dài buồn chán chơi chén trà nhỏ trên bàn. Tàn quyền phù thư đó là cái gì? Diệp Tố đóng cửa phòng lại, lại thiết kế thêm một kết giới trong phòng để tránh có người nghe thấy. Tuy rằng cảnh giới trước mắt của nàng còn quá thấp nhưng có chút ít vẫn đỡ hơn không. Dù phục thời ngồi dậy, ngước mắt nhìn Diệp Tố, người vì sao không cao hứng? Ta không biết tàn quyền phù thư đó có thể làm được gì. Diệp Tố đứng trước mặt hắn, nghiêm túc nói: Huống hồ chúng ta rất nghèo, không có một vạn thượng phẩm linh thạch cây châm có thể bán được rất nhiều linh thạch. Du phục thời bỗng nhiên nói. Diệp tố. Nàng không khỏi nhìn về cây châm đang cài trên mái tóc đen mượt của hắn. Thoạt nhìn thì thấy là một cây châm được làm từ ngọc chất cực tốt, không rõ lắm được điêu khắc thành từ ngọc gì. Ngay cả tiểu sư đệ đều công nhận nó là đồ vật đáng giá thì Diệp Tố khó đánh giá được ngọc châm này chân quý đến mức nào, dù sao vị này ngay cả tử Lê Anh Mộc còn chướng mắt. Cây châm không thể bán. Diệp Tố cố gắng giáo dục tiểu sư đệ, dù có ai ra giá, giá cao thế nào cũng không bán, đổi linh thạch càng không đáng có biết chưa. Dù phục thời miễn cưỡng cầm lên một góc áo bào của mình nói, vậy có thể cho ngươi cắt một khối nhỏ. Diệp Tố trầm mặc một lát, quyết định không dây dưa về chuyện này nữa, nàng lấy tàn quyển phù thư ra, ngươi có thể xem hiểu tàn quyển này sao? Xem không hiểu du phục thời gọn gàng dứt khoát nói vì sao vừa rồi ở ngư hương các ngươi lại xếp hai tờ giấy cho ta diệp tố hỏi hắn học người khác đó du phục thời chỉ chỉ tàn quyển phù thư trong tay diệp tố thứ tốt diệp tố ngồi xuống lấy hai trang giấy mà hắn đã xé lúc trước đặt lên bàn xếp lại một lần nữa đi du phục thời một tay chống mặt một tay khác tùy ý xếp xếp sau đó đưa đến trước mặt diệp tố nhìn xem. Diệp Tố cúi đầu nhìn hai tờ giấy được xếp thành một phù chú đồ, chỉ nhìn một cái thì cả người nàng liền giống như nhập định, mất đi liên hệ với ngoại giới. Khi Diệp Tố tỉnh táo lại thì thấy chung quanh một mảnh đen nhánh, nàng nhìn xung quanh một vòng vẫn không thấy bất cứ thứ gì. Trước khi mất đi ý thức nàng đang nhìn vào phù chú đồ mà du phục thời xếp ra từ hai trang giấy, sau đó hiện giờ mở mắt thì lại lâm vào trạng thái trước mắt. Diệp Tố có thể khẳng định, ý thức của nàng đang ở trong phù chú đồ được du phục thời ghép lại đó. Nàng đang ở trong một giới khác. Diệp Tố đi về phía trước, lòng cảnh giác tăng lên cao nhất. Giới, chỉ có đại năng mới có thể tạo ra được. Nơi này có thể mang ý thức của tu sĩ tiến vào, tuyệt đối là một loại giới, hẳn là do vị phù tu đại năng nào đó tạo ra, chẳng qua không biết trong này có cái gì. Tàn quyển phù thư quả nhiên không đơn giản, không hổ là đồ vật được tiểu sư đệ coi trọng. Diệp Tố thậm chí còn có thể phân tâm đi đoán du phục thời là loại yêu gì, chẳng lẽ hắn là tầm bảo thú? Khi nàng còn đang lan man suy nghĩ liệu du phục thời có phải yêu thú chuyên đi siêu tầm bảo vật hay không thì trước mắt bỗng nhiên hiện lên kim quang. Diệp Tố chỉ kịp nhìn lướt qua trong giây lát nhưng đã khắc sâu vào đầu. Ngay sau đó vài đạo kim quang lại lần lượt hiện ra, lúc này đây diệp tố càng xem được rõ ràng hơn một phù chú cao tầm nửa người đột nhiên xuất hiện giữa không gian tối đen phảng phất như có người đang dùng một cây bút khổng lồ vẽ phù giữa không trung phù chú nét bút của mấy phù chú đó cực kỳ phức tạp mà còn đều là hoàn thành trong một nét bút duy nhất không có tạm ngừng ở một chỗ nào không gian xung quanh vẫn tối đen như mực chỉ có từng đạo kim quang biến mất rồi lại xuất hiện Diệp Tố nhanh chóng khắc sâu mấy phù chú đó vào trong đầu, chỉ mới có một hồi nhưng nàng đã cảm thấy giữa chán ẩn ẩn đau. Tựa hồ có vô số cây kim đang không ngừng đâm vào đầu óc nàng. Mấy phù chú này có vẻ cao hơn cảnh giới của nàng. Vài đạo kim quang qua đi, toàn bộ thế giới lại chìm vào bóng đêm sâu thẳm. Diệp Tố lại một lần nữa mất đi cảm giác phương hướng. Chương 49 Kim Đan Kỳ những nơi mà ánh mắt nàng lướt qua được đều chỉ là một mảnh hắc ám. Diệp Tố giơ tay lên triệu ra linh hỏa, muốn chiếu sáng không gian xung quanh, nhưng mà hắc ám dường như có thể cắn nuốt ánh sáng. Linh hỏa chỉ mới xuất hiện một lát, còn chưa kịp chiếu sáng thì đã bị hắc ám chung quanh hấp thu. Diệp Tố đứng trong bóng tối suy nghĩ thật lâu, cuối cùng giơ tay ra điều động linh lực trong linh phủ, phóng thích ra ở đầu ngón tay chiếu theo nét bút của phù chú xuất hiện đầu tiên cố gắng vẽ lại không biết vì sao trong bóng tối này rất khó để phóng ra linh lực đặc biệt là khi vẽ phù diệp tố cảm nhận được rõ ràng cảm giác rít sáp dưới đầu ngón tay vẽ được nửa chừng thì nét bị đứng lại do linh lực bị ma sát không thể đi tiếp phù chú không thành phải vẽ lại từ đầu càng là như vậy diệp tố càng muốn vẽ nó ra tới trong giới này linh lực xác thật không dễ phóng xuất vẽ phù khó khăn nhưng lại có một chỗ tốt là Diệp Tố không bị phản phệ giống lần trước vẽ định thân phù. Trong bóng tôi Diệp Tố đã không còn khái niệm về thời gian, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, vẽ nên đạo phù chú này. Một lần, hai lần, vô số lần tiếp theo vẫn thất bại, nếu người bình thường gặp phải tình huống này sợ là lòng kiên nhẫn sẽ bị hao hết, sau đó mất khống chế dẫn đến hiệu suất mỗi lúc một kém hơn. Nhưng Diệp Tố lại không giống vậy, nàng đã quá quen với thất bại quá quen với việc một lần rồi lại một lần không thành thất bại ngược lại càng làm nàng thêm bình bĩnh cử động tay càng lúc càng ổn định so với lúc đầu nét bút liên tục đứt đoạn đến lúc sau nàng dần có thể kéo ngang được một đường sau đó lại tiếp tục có thể kéo dài nét bút dọc xuống cho đến hiện tại nàng đã có thể vẽ thành được một nửa phù chú đồ càng vẽ về sau diệp tố ngược lại càng có thể khống chế được linh lực phóng thích ra tốc độ càng lúc càng nhanh, mãi cho đến cuối cùng nàng đã có thể chỉ với một nét bút vẽ được hoàn chỉnh cả phù chú đồ. Diệp Tố dùng tốc độ nhanh nhất vẽ ra phù chú trước khi linh lực phóng xuất ra ở đầu ngón tay bị bóng tối hấp thu. Thành công! Diệp Tố nhìn kim sắc phù chú vừa được nàng hoàn thành trong bóng đêm, ngay thời khắc được vẽ xong hoàn chỉnh đạo phù chú bỗng nhiên chuyển động, xuyên thẳng qua người nàng nàng quay đầu lại nhìn thì chỉ còn thấy được tàn ảnh của phù chú phù chú biến mất diệp tố nhíu mày không rõ lắm tình huống trước mắt đây là đột phá sao nhất định là như vậy đệ đã nói mà đại sư tỷ không mấy năm nữa thôi là có thể phi thăng rồi câm miệng trong bóng tối đột nhiên diệp tố nghe thấy thanh âm của sư đệ sư muội nàng theo bản năng đi về phía trước vài bước Lúc này một luồng sáng trắng lóa lên, Diệp Tố giơ tay che chắn trước đôi mắt, chờ đến khi nàng một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện bản thân đã trở lại trong phòng du phục thời. Du phục thời đang ngồi bên cạnh cúi đầu nghịch vụ sát hoa trên tay, Minh Lưu Sa cùng với Tây Ngọc, Hạ Nhĩ đang đứng ở ngoài cửa, cẩn thận đẩy cửa bước vào. Đại sư Tỷ, rốt cuộc Tỷ tỉ cũng tỉnh rồi. Hạ Nhĩ vừa đẩy cửa ra thấy nàng đã tỉnh thì liền nhanh chóng vọt vào, tỷ ở trong phòng tiểu sư đệ nhập định 5 ngày rồi đấy. 5 ngày? Diệp Tố nhớ rõ thời gian nàng ngây người trong giới tối đen đó không chỉ mỗi 5 ngày, nhưng mà hẳn là do tốc độ của thời gian trong giới và ngoại giới khác nhau. Đại sư tỷ, tỷ đột phá rồi đúng không? Tây Ngọc cũng theo sau tiến vào hỏi Diệp Tố. Minh Lưu Sa chậm gì gì nói, nhất định là vậy. Diệp Tố vừa mới quay lại từ hắc ám giới, đang ngồi ở trước bàn trầm mặc suy nghĩ, nghe thấy lời của ba sư đệ sư muội nói lúc này mới coi lại linh phủ của bản thân. Nàng là trúc cơ hậu kỳ, nếu đột phá, tất nhiên là đến kim đan kỳ. Kim đan kỳ, nghĩa cũng như tên, trong linh phù sẽ xuất hiện một viên kim đan, nếu về sau kết anh thì viên kim đan này sẽ trở thành nguyên anh. Không có. Diệp Tố xem xét khắp nơi nhưng không thấy được kim đan của mình chỉ cảm nhận được linh lực trong linh phủ hồn hậu hơn không ít, ít nhất gấp mấy chục lần trước kia. Nàng theo bản năng nhìn qua Du Phục thời, muốn hỏi hắn có biết nguyên nhân vì sao hay không. "Diệp Tố, chúc mừng, cô đã đột phá Kim Đan kỳ." Lúc này từ Trình Ngọc từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Diệp Tố đã tỉnh lại, cười nói, "Động tĩnh lần đột phá này của cô còn lớn hơn ta nữa đấy." năm ngày này từ đạo hữu vẫn luôn thủ hộ ở bên ngoài. Tây Ngọc giải thích, đại sư tỷ, lúc tỷ nhập định, toàn bộ linh khí của khách điếm đều đổ về đây nên có rất nhiều người đổ xô đến tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Từ Trình Ngọc kết anh đã chịu đủ chú mục vậy mà năm ngày này Diệp Tố chẳng những dùng hết linh khí trong phòng mà còn hút hết linh khí của toàn bộ khách điếm, tất cả tụ linh trận đều bị mất hiệu lực. Ngay cả trường quầy của khách điếm cũng muốn đến xem thử nhưng đã bị từ trình ngọc cản lại, còn bồi thường linh thạch cho ông ta. Đa tạ từ huynh, Diệp Tố đứng lên chắp tay nói. Ánh mắt nàng thoáng lướt qua mặt bàn, quyển tàn thư vốn để trên bàn này đã không thấy nữa, mà du phục thời vẫn ngồi đó thưởng thức vụ sát hoa, tựa hồ như chưa từng có gì xảy ra. Tẩy não thuật của hạ nhĩ một lần nữa phát huy hiệu quả, mã tổng thu nhìn Diệp Tố nói, cô về sau thật sự sẽ trở thành nhân vật lợi hại nào đó sao? Hắn do dự một hồi lại nói, nếu cô thật sự tham gia tông môn đại bỉ thì đến lúc tổ đội chúng ta có thể cùng đi. Diệp Tố biết trong tông môn đại bỉ không chỉ có riêng đơn chiến mà còn có vài hạng mục tỉ thí cần tổ đội hợp tác tạm thời. Trong nguyên tắc nam nữ chủ đã hợp thành một đội ngũ vì thế có người bên phía nam chủ có ý kiến với nữ chủ, Bất quá sau khi tiểu sư muội gia nhập đội ngũ vài lần đều giành được thắng lợi thì tất cả mọi người đối với nàng ta đều lo mắt mà nhìn. Tất nhiên là được. Mã Tổng Thu đã không chút do dự cho nàng mượn một vạn thượng phẩm linh thạch. Nàng tất nhiên cũng không do dự đáp ứng kiến nghị tổ đội của hắn. Diệp Tố bước ra khỏi phòng. Nàng cảm giác được trận thế trong khách điếm giống hệt với lần trước từ Trình Ngọc Kết Anh. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm về phía nàng nàng vừa ra tới dưới lầu liền lập tức thảo luận dâm ran chỉ là kim đan kỳ thôi sao kim đan kỳ mà lại có động tĩnh lớn đến vậy ta mới nhìn thấy lần thứ hai đó vậy trước đó ngươi đã gặp qua một lần rồi hả ở đâu trên một ngọn núi hình như cũng là một nữ tử có thể liếc mắt một cái nhìn ra được cảnh giới của nàng thì đều là người từ kim đan kỳ trở lên từ Trình Ngọc cũng bảo nàng đã đột phá Kim Đan kỳ, nhưng Diệp Tố lại không thấy được dấu vết của Kim Đan trong linh phủ của bản thân. Chúc Cơ định linh phủ, đến Kim Đan kỳ thì không ngừng tu bổ và mở rộng, linh phủ của Diệp Tố đã mở rộng gấp đôi nhưng trước sau không tìm thấy được Kim Đan, chỉ có một mảnh linh hải lưu động. Diệp Tố không biết đây là cái gì, nàng chỉ cảm thấy mảnh linh hải này chính là thứ mà khi còn ở Trúc Cơ nàng nhìn thấy không rõ thứ này vốn đã tồn tại trong linh phủ của nàng trước đó. Nàng không rõ lắm nguyên nhân vì sao cũng không nói với ai khác, bề ngoài không biểu lộ ra có gì khác thường. Từ trúc cơ đến kim đan chỉ trong một năm, Chu Vân nhìn Diệp Tố, cô đột phá nhanh hơn chúng ta nhiều, ta mất ba năm mới đến kim đan kỳ. Mà đó còn là với điều kiện nàng luôn ở trong mô kiếm phái, không cần lo lắng về vấn đề thiếu hụt linh khí. Đoàn người đồng hành xuống lầu, không khí hòa hợp, gọi 7, 8 món linh thực cùng với hai bình linh trà. Một lát sau, từ Trình Ngọc liệt kê mấy bí cảnh sẽ xuất hiện trong thời gian tới, những bí cảnh này đều tầm 3 tháng sau sẽ mở ra, đều cách Quy Tông thành không xa. Có chuyện gì từ huynh cứ nói thẳng. Diệp Tố phát hiện Từ Trình Ngọc vẫn chưa nói hết lời, chủ động hỏi. 3 tháng sau, có hai bí cảnh mở ra, một cái là tiểu bí cảnh một cái là hoang thành bí cảnh. Từ trình ngọc mở ra truyền tin ngọc điệp, là tin tức do ngô kiếm phái truyền đến, hoang thành bí cảnh chỉ có tu sĩ kim đan kỳ trở lên mới có thể tiến vào, bên trong là từng cụm, từng cụm thành bỏ hoang, bí cảnh này 50 năm xuất hiện một lần, số tu sĩ chết trong đó trước mắt đã lên đến mấy vạn người, đồng thời cũng đã có hơn 2.000 tu sĩ vì phát hiện ra được pháp bảo, bí kỹ trong đó mà không ngừng tiến dai, gia tăng thực lực ba người muốn đi hoang thành bí cảnh sao? Diệp Tố nghe ra được ý trong lời nói của hắn. Vốn dĩ không định như vậy, nhưng cô cũng đã đột phá kim đan kỳ. Từ Trình Ngọc có chút ngượng ngùng, vừa lúc có thể cùng đi nên chúng ta muốn vào xem thử. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn sang Minh Lưu Sa cùng với Tây Ngọc, Hạ Nhĩ, ba vị sư đệ sư muội trước đó không lâu mới đạt đến trúc cơ hậu kỳ, bọn họ sẽ không thể đi vào hoang thành bí cảnh. Những bí cảnh có áp chế cảnh giới như thế này, nếu người có cảnh giới thấp hơn bước vào thì trong nháy mắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đây đều là tổng kết từ những tiền bối đi trước. Ta biết các ngươi đi bí cảnh là vì linh khí cùng tài liệu. Từ Trình Ngọc hiển nhiên đã xem xét hết tất cả phương diện, nếu Diệp Tố cô đồng ý thì trong thời gian này Ngô kiếm phái nguyện ý cung cấp linh khí cho bọn họ tu luyện, đồng thời cũng cung cấp tất cả tài liệu luyện khí cần thiết nếu bọn họ có rảnh cũng có thể hỗ trợ chữa trị pháp khí, tất nhiên là có thù lao. Diệp Tố còn chưa lên tiếng, Minh Lưu Sa đã hỏi trước, nếu chúng ta đi ngô kiếm phái, các ngươi trong bí cảnh sẽ che chở cho đại sư tỷ chứ? Tất nhiên, từ Trình Ngọc nói, phạm sáu của hoang thành bí cảnh cực lớn, cho tới bây giờ vẫn còn có không ít địa phương chưa có tu sĩ nào đi qua tuy rằng hung hiểm nhưng cũng nhất định là bí cảnh có thể giúp các tu sĩ nhanh chóng tăng cường thực lực ta đồng ý minh lưu xa giơ tay chậm gì gì nói ta cũng đồng ý tây ngọc cũng theo sau giơ tay lên hạ nhĩ nhìn hai vị sư tỷ sư huynh bên cạnh giơ tay thì cũng lập tức giơ tay của mình lên đại sư tỷ nhất định phải đi đại bí cảnh dù phục thời ngồi kế bên thấy người của thiên cơ môn đều giơ tay thì hắn cũng giơ tay theo Biểu thị mình cũng là một phần tử trong đó. Cuối cùng Diệp Tố cũng đáp ứng, nàng phải trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được thiên cơ môn. Các đệ đi Ngô kiếm phái vừa lúc cũng có thể làm bạn với Dịch Huyền. Diệp Tố nói, không biết tình huống của hắn như thế nào rồi. Vâng, ba người đáp. Sau khi ăn cơm Diệp Tố tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Du Phục Thời ghép hai trang giấy của tàn quyển phù thư kia lại thần thức có thể tiến vào một hắc ám giới diệp tố nhìn thẳng vào mắt của du phục thời nơi đó có đặc thù gì không nàng không rõ lắm bản thân không có kim đan là do nguyên nhân của chính mình hay là vì do giới không nhớ rõ du phục thời nghiêm túc nghĩ nghĩ một chút rồi nói diệp tố trầm mặc nàng không nên trông cậy vào thất học tiểu sư đệ còn có chứng dễ quên có thể nói ra thông tin giá trị gì đệ có phải là ngư yêu không? Nàng hỏi, chỉ có bảy giây ký ức. Dù phục thời nghiêng đầu, bảy giây là cái gì? Thôi bỏ đi. Diệp Tố hỏi hắn, tàn quyển phù thư đâu rồi? Dù phục thời vói tay vào trong túi cản khôn lấy ra tàn quyển phù thư đưa cho nàng. Diệp Tố lật lật, nhìn thấy hai tờ giấy kia bị kẹp ở giữa. Nàng chỉ vội vàng nhìn lướt qua rồi khép tàn quyển phù thư lại. Tất cả đều phải xé sao? vô dụng thôi du phục thời dương mắt nhìn về phía diệp tố sau đó tầm mắt dừng trên tàn quyển phù thư không chút để ý nói phải bổ cứu rất nhiều mới có thể dùng hỏi không ra thêm thông tin gì nữa nên diệp tố cũng từ bỏ nàng có quá nhiều nghi hoặc những phù chú còn lại trong hắc ám giới có cần vẽ hay không vẽ xong rồi sẽ sinh ra hiệu quả gì kim đan trong linh phủ của nàng đang ở đâu sau khi quay về phòng của mình, Diệp Tố gửi tin cho trưởng môn sư phụ cùng Vu thủ vệ, hỏi hai người có từng nghe nói qua về tu sĩ Kim Đan kỳ nhưng không có Kim Đan hay không. Trưởng môn sư phụ rất nhanh liền trả lời, "Đại đồ đệ, sao con lại hỏi cái này? Tu sĩ không có Kim Đan làm sao lên được Kim Đan kỳ? Không có Kim Đan về sau làm sao kết anh? Mà mấy đứa vẫn khỏe đấy chứ?" Nghe thấy thanh âm liền biết trưởng môn sư phụ có một bụng câu hỏi. Nàng trả lời vài câu, tóm tắt đơn giản những việc phát sinh trong thời gian vừa qua nói cho sư phụ biết, sau đó một lần nữa nhập định kiểm tra linh phủ của bản thân. Linh phủ nhàn nhạt kim sắc mênh mông vô bờ, thế nhưng nàng không thể xem xét được quá xa, chỉ biết là mình có một linh phủ rất lớn. Chính giữa linh phủ có một vùng kim sắc chảy xuôi như nước biển, Diệp Tố điều khiển linh thức muốn qua đó xem xét nhưng khi vừa tiếp cận thì linh thức liền tiêu tán một lần nữa trở lại vị trí cũ. Diệp Tố, linh phủ của mình mà mình không thể thao tác được, nói ra chỉ sợ không ai tin. Diệp Tố thử lại một lần nữa nhưng vẫn như cũ không để đến gần dòng hải lưu đó, nàng không có kim đan nhưng lại nhiều ra một dòng chảy như vậy, lại còn không có cách nào để xem xét. Linh thức của nàng chỉ có thể ở một chỗ cao xa xa nhìn lại nhưng cũng không thấy được điểm bắt đầu cũng như điểm kết thúc chỉ có thể từ phương hướng của dòng chảy mà phán đoán đâu là đầu nguồn và chạy về hướng nào. Dòng hải lưu linh hải, đó lưu động thong thả, nhưng Diệp Tố có một dự cảm mãnh liệt rằng phía dưới nó có một lực lượng khổng lồ. Trong linh phủ của bản thân lại có thêm đồ vật mà mình không biết rõ, dù cho là ai cũng sẽ đều không dễ dàng tiếp thu. Diệp Tố dối rắm một hồi thì thu lại linh thức, không nghĩ nữa, nằm xuống nghỉ ngơi. Sang đến ngày thứ ba, Diệp Tố bỗng nhiên thu được hồi âm của vu thủ vệ. Kim đan kỳ không có kim đan thì chỉ có thể là đã. Hòa tan trong thức hải, Diệp Tố, nếu người này là con, nhớ lấy tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. chương 50 Linh phủ tàng hải, linh phủ chứa biển. Hòa tan trong thức hải. Diệp Tố nghe xong thì nghịch ra một lúc lâu, mãi cho đến khi Vu thủ vệ liên lạc lại bằng truyền tin Ngọc Điệp nàng mở ngọc điệp ra, trên đó liền xuất hiện gương mặt của vu thủ vệ. Vu Phong Hải nhìn Diệp Tố, mở miệng ra câu đầu tiên chính là, trong sách từng ghi lại, thiên thức giả trời sinh, linh phủ tàng hải, không có kim đan, nghịch đại đạo, nhiều lôi kiếp. Cảnh giới phải càng lên cao lôi kiếp mới càng nhiều. Vậy ý của vu thủ vệ là về sau lôi kiếp của nàng sẽ nhiều hơn người cùng cảnh giới. Diệp Tố hỏi, vu thủ vệ, đó là sách gì? tạp thư, ta đọc qua thật lâu trước kia, đã lạc đâu mất rồi. Vu Phong Hải tiếp tục nói, tự cổ trí kim, trong lịch sử tu chân giới chỉ ghi nhận ba vị thiên thức giả, trong đó có một vị khi đến Nguyên Anh Kỳ đã bị lôi kiếp đánh chết, một vị khác chết ở Hóa Thần Kỳ, chỉ có một vị đạt đến cảnh giới Đại Thừa Hậu Kỳ, cách độ kiếp chỉ còn một bước. Vu Thủ Vệ, vị Đại Năng Đại Thừa Hậu Kỳ này là ai, hiện giờ đang ở đâu? Diệp Tố hỏi. Lục Quyết, nguyên đại đệ tử của Côn Luân phái. Vu Phong Hải bổ sung nói, con không biết đâu. Ngược lại nàng lại biết Lục Quyết là ai? Là phụ thân của nam chủ, năm đó đầu tiên yêu nhau với thánh nữ Vạn Phật Tông, sau lại vào ma giới song tu với ma chủ. Chờ đến khi mọi chuyện vỡ lỡ Lục Quyết lại cùng với thánh nữ tìm tới ma chủ, hy vọng nàng ta buông tay thành toàn cho bọn họ. Sau đó thì ma chủ đồng quy vu tận với bọn họ ba người chết cùng một chỗ việc này năm đó oanh động cả tu chân giới bất quá côn luân phái cùng vạn phật tông ép xuống nên chuyện này đã không còn được nhắc lại vu thủ vệ chuyện này vì sao không thể nói với người khác diệp tố muốn biết nguyên nhân chuyện kim đan hòa tan trong thức hải ngay cả trưởng môn sư phụ cũng không biết hiển nhiên không phải ai trong tu chân giới cũng biết về thiên thức giả trong sách ghi nhận ba vị nhưng vẫn còn hai vị không được nhắc đến Vu Phong Hải không hề che giấu nói, thiên thức giả có thể bị người khác rút đi thần thức để nuôi dưỡng thần thức của họ. Diệp Tố nghe vậy ánh mắt lập tức ngưng động, bắt đầu từ nguyên anh kỳ linh thức của tu sĩ sẽ chuyển hóa thành thần thức, thần thức có thể rời khỏi thân thể, lên trời xuống biển. Chỉ là muốn khiến thần thức mạnh lên rất khó, phương pháp duy nhất được công nhận đến hiện nay đó là không ngừng tiến dai, chỉ có như thế thần thức mới có thể càng ngày càng mạnh hơn nếu như hiện tại có một lối tắt như vậy được biết đến rộng rãi chỉ sợ nàng sẽ bị người người săn lùng trở thành công vụ bồi dưỡng thần thức có lẽ là vì nhìn thấy sắc mặt của nàng thay đổi vu phong hải nói không có nhiều người biết về thiên thức giả còn tạm thời không cần lo lắng ông nhìn đệ tử thiên cơ môn đối diện vẫn còn quá non nớt trong lòng thở dài cuối cùng dặn dò chỉ cần là có thể chống đỡ được lôi kiếp không cần biết là pháp khí hay bùa chú đều sẽ giúp tăng lên một phần khả năng bảo mệnh trong tương lai. Con đã rõ, vu thủ vệ, về sau con sẽ tranh thủ luyện chế. Diệp Tố nói, vu phong hải, thiếu chút nữa quên mất con nhóc này rất có thiên phú ở phương diện luyện khí cùng phù chú. Ông đem hết tất cả những tin tức mà mình biết về thiên thức giả nói cho Diệp Tố, tình huống cụ thể ông cũng không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào nàng chính mình tìm hiểu. Đóng lại truyền tin Ngọc Điệp, Diệp Tố bắt đầu nhìn vào linh phủ, nàng vẫn chưa thấy linh thức có biến hóa gì, vùng thức hải chảy xuôi phía dưới vẫn như cũ không có cách nào đến gần, chỉ có thể nhìn từ đằng xa. Nàng thu hồi linh thức không quan sát linh phủ nữa, ngược lại lây ra hai tờ giấy được xé xuống từ tàn quyển phù thư, nàng học động tác của du phục thời, ghép hai tờ giấy lại với nhau, nhìn vào phù chú đồ vừa được giáp lại. Sau thời gian một chén trà nhỏ, diệp tố mở mắt ra thì thấy bản thân đã ở trong hắc ám giới lần này nàng đợi một hồi lâu nhưng vẫn không thấy kim sắc phù chú đồ xuất hiện lần trước vẫn còn một phù chú nàng chưa vẽ ra tới diệp tố đã sớm khắc sâu phù chú đồ đó vào đầu nàng bắt đầu vẽ trong hắc ám giới lại một khoảng thời gian rất dài nữa trôi qua diệp tố dường như không biết mệt vẽ hết một lần lại một lần thẳng cho đến khi vẽ xong một phù chú hoàn chỉnh trong hắc ám giới phảng phất có cái gì bắt đầu biến hóa đạo phù chú mà diệp tố vẽ xong cũng không giống lần trước xuyên qua người nàng mà nó dần dần lui về phía sau cuối cùng ngừng lại hóa thành một đạo quang điều kỳ lạ này là đạo ánh sáng này không bị hắc ám cắn nuốt ngược lại nó lại chiếu sáng một mảng tường bức tường rộng khoảng một trượng cao bảy thước tản ra ánh sáng kim sắc nhàn nhạt, nhạt cực kỳ bắt mắt trong bóng tối thăm thẳm của hắc ám giới Đến khi bước đến gần và nhìn thấy những thứ được khắc trên tường, khóe môi nàng không nhịn được cong lên. Đây là một bức tường phù chú, trên đó vẽ các loại phù chú. Diệp Tố ngửa đầu giơ tay lên nhấn vào lá phù trên chỗ cao nhất của bức tường, lá phù này nháy mắt liền biến mất, ngay sau đó trong không trung tựa hồ có người đang miêu tả phù này vẽ như thế nào, đồng thời bên cạnh còn xuất hiện một đoạn chữ. Độn địa phù một khi dán lên liền có thể xuyên qua mặt đất như địa long tốc độ cực kỳ mau diệp tố lại giơ tay ra điểm điểm lên phù chú trước mắt nó lập tức thu lại lùi về phía sau một lần nữa dán lên tường không khác gì những phù chú còn lại diệp tố khẽ cười một lần nữa nhấn mở ra độn địa phù sau khi phù hiện lên nàng liền phóng thích linh lực học vẽ đạo phù chú này chờ đến khi nàng vẽ xong Phù chú mà nàng vẽ cùng với phù chú mẫu chạm vào nhau, cuối cùng phù chú đồ đầu tiên trên tường tối lại. Diệp Tố vốn còn đang lo không có phù chú để học, mấy ngày qua nàng chỉ có thể lật đọc những quyển phù thư sơ cấp, nàng cảm giác như mình đã quay về khoảng thời gian ngâm mình trong tàng điển các. Nàng lần lượt nhấn mở các phù chú đồ trên tường, mỗi phù chú nàng đều xem và học vẽ cho bằng được rồi mới chuyển sang phù chú tiếp theo. Thời gian trong hắc ám giới không biết đã trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi cả bức tường toàn bộ tối sầm xuống, lúc này Diệp Tố mới rốt cuộc hoàn hồn. Lần này Diệp Tố thoát ra ngoài không còn bị động như lần trước, nàng nghĩ trong lòng muốn ra ngoài thế là liền trực tiếp tỉnh lại. Mấy trăm loại phù chú trên mặt tường đều là phù thuật cơ bản nhất. Diệp Tố ở trong hắc ám giới đã không hề nghỉ ngơi mà vẽ hết toàn bộ chúng nàng lấy ra một viên tích cốc đan nuốt xuống để làm dịu cái bụng đói sau đó liền đi đến trước bàn, vẽ phu chú. Đại sư tỷ hạ nhĩ ở bên ngoài gõ cửa, tụi đệ chuẩn bị đi rồi. Ba người từ Trình Ngọc cùng với Diệp Tố, Lữ Cửu sẽ lưu lại khách điếm chờ hoang thành bí cảnh mở ra, còn Minh Lưu Sa, Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ thì quay lại ngô kiếm phái. Diệp Tố mở cửa phòng đi ra, hôm nay phải đi rồi sao? chiều nay ngô kiếm phái có buổi thi kiếm, tiểu, à ngũ sư đệ sẽ đại biểu bát hoang phong của tân tiền bối lên tỉ thí nên tụi đệ nhĩ vừa vặn chạy về cổ vũ hắn. Hạ nhĩ trà sát hai tay, có chút kích động nói, ngô kiếm phái còn chuẩn bị cho tụi đệ truyền tống quyển trục. Truyền tống quyển trục tinh xảo hơn truyền tống trận, mọi lúc mọi nơi đều có thể mang theo bên mình. Tất cả mọi người tụ tập về phòng của từ trình ngọc, hắn nhìn thấy Diệp Tố bước vào liền hỏi, Du công tử sẽ đi ngô kiếm phái hay lưu lại đây? Hắn sẽ cùng đi bí cảnh với chúng ta. Diệp Tố nhìn quanh phòng một vòng, không thấy thân ảnh của Du phục thời, hẳn là còn trong phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Diệp Tố ở trong hắc ám giới luyện phù, trở ra thì thấy Du phục thời đã thành kim đan kỳ, không một tiếng động mà tiến dai. Từ Trình Ngọc đã vài lần nghi ngờ Du phục thời. Cho mấy đứa này. Diệp Tố lấy ra mười mấy sắp phù chú chia cho ba người Minh Lưu Sa, giải thích công dụng của từng loại cho sư đệ sư muội. Mã Tổng Thu cùng với Chu Vân đứng bên cạnh xem đến trận mắt há mồm. Tuy rằng trước kia họ biết Diệp Tố biết vẽ phù nhưng đột nhiên lấy ra tới nhiều phù như thế, nhìn thế nào cũng thấy không đơn giản. Những phù chú này là cô mới học sao? Từ Trình Ngọc hỏi. Diệp Tố gật đầu, lúc trước ở đấu giá hội mua được không ít phù thư, ta đã xem hết toàn bộ, trong đó có một ít phù chú xác thật không tồi. Mã Tổng thu dơ ngón tay cái lên, ta vẫn luôn cho rằng phù sư vẽ vài lá phù thôi là sẽ nguyên khí đại thương, hiện giờ xem ra bất quá là do mấy người đó yếu kém mà thôi. Nói xong hắn lại nhìn Diệp Tố từ trên xuống dưới, kỳ thật nhìn nàng cũng không thấy có điểm nào giống người có thể vẽ nhiều phù chú như vậy. Ba người bước vào quyền trục này thì sẽ lập tức được truyền tống đến ngô kiếm phái, nhất định có thể đến kịp buổi thi kiếm chiều này. Từ Trình Ngọc Từ trong túi cản khôn lấy ra một quyển trục màu lam nhạt, ném lên không trung một cái, tiếp đó quyển trục mở ra, lơ lửng giữa không trung, một đầu thấp nhất gần chạm xuống đất. Đại sư tỷ, tụi muội đi nhé." Tây Ngọc quay đầu nói với Diệp Tố. Ở Ngô Kiếm phái nhớ rõ không được lơ là luyện khí. Diệp Tố dặn dò ba sư đệ sư muội cũng không được chỉ chăm chăm luyện một loại pháp khí có biết chưa? Biết, rồi. Minh Lưu Sa chậm gì gì đáp. Ba người lần lượt bước vào trong quyển trục. Đến khi người đứng ở cuối là Minh Lưu Sa bước vào thì cả quyền trục trong nháy mắt liền biến mất trước mắt mọi người. Bọn họ rất nhanh sẽ tới ngô kiếm phái. Từ trình ngọc sợ Diệp Tố không yên tâm liền giải thích thêm một câu. Diệp Tố gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, thời gian kế tiếp ta đều sẽ ở trong khách điếm tu luyện từ huynh có việc gì cứ trực tiếp đến phòng tìm ta nàng muốn tiếp tục tiến vào hắc ám giới xem thử có còn tưởng phù chú nào nữa hay không